Đoạn trừ được tham ái và đoạn trừ được chấp thủ,
thì lúc đó tất cả cái hành nghiệp nó hết và danh sắc nó cũng hết, và lúc đấy nó chấm dứt được cái dòng luân hồi. Thì một người mà còn có vô minh thì cái người đó còn có nhiều cái ảo tưởng. Có vô minh là sẽ sinh ra nhiều cái tà kiến sai lầm, mình không thấy được những cái sự thật, và do không tuệ tri được các cái sự thật hoặc là mình hiểu sai các sự thật. Vậy thì một cái người mà có cái vô minh thì cái người đấy nó sẽ là nhân để tạo tác các cái hành động. Có vô minh thì mình sẽ, vì vô minh nó duyên cho hành, có vô minh thì mình sẽ làm cái việc này làm việc khác, tạo tác tất cả những cái hành động nó sinh ra từ cái vô minh đấy, thì nó để lại những cái nghiệp, nó để lại những cái nghiệp khi mà nó đi tái sinh ở tương lai. Còn cái tham ái thì nó là cái nhân sinh ra chấp thủ. Mình cứ có tham ái bất cứ một cái gì đó thì mình sẽ chấp thủ và dính mắc vào cái đó. Còn cái chấp thủ thì nó là cái nhân sinh tạo ra cái nghiệp hữu, tạo ra cái nghiệp hữu ở trong tương lai. Và đã có nghiệp hữu thì sẽ có cái sự tục sinh, sẽ có cái sự tái sinh. Bởi vì cái sự quan sát để phân tích được danh và sắc thân, tức là những cái sự thật phối hậu về cái vật chất hay là về cái thân thể vật chất này, và cái sự thật tối hậu về các cái trạng thái tâm thức nó sinh khởi lên đấy, và tìm ra các cái nhân sinh ra nó. Sau đó mình sẽ quán chiếu các cái sự thật về nó, như là một cái người nào mà mình cứ quán chiếu cái sự vô thường, mình tuệ tri được cái sự vô thường nhiều ấy, thì là lúc đấy cái vô minh của mình nó sẽ yếu đi, mình có thể diệt trừ các cái nhân tạo ra cái dòng luân hồi. Quán chiếu tất cả mọi thứ đều là vô thường, cái tâm của mình lúc nào cũng tuệ tri được mọi thứ là vô thường, ý thức được mọi thứ là vô thường, nhận thức được mọi thứ, mọi các pháp là vô thường, thì dần dần nó sẽ phá vỡ được cái vô minh đấy. Hay là một cái người luôn luôn quán tất cả các hành là khổ, tất cả các pháp là khổ, thì cái người đấy sẽ đoạn trừ được những cái tham ái. Còn cái người nào mà quán được tất cả mọi thứ là vô ngã, thì dần dần nó sẽ trở nên thì cái chấp thủ nó sẽ yếu đi. Nên cái người nào mà càng có cái sự tà kiến thì có cái sự hiểu biết sai lầm nhiều thì vô minh nó càng mạnh. Cái người nào mà càng tham ái dính mắc với ưa thích những cái cảnh trần nhiều, cái người đấy thì cái tham ái nó nặng. Thì cái người nào mà mình cứ chạy theo cái niềm vui ở thế gian này, thì tham ái nó nặng. Thì cái người đấy tham ái là thích tham ái với những cái cảnh trần. Còn cái người nào mà cứ có cái sự chấp trước nhiều, có cái sự cố thủ chấp trước vào các cái cảnh, các cái chấp trước vào các cái dục lạc thế gian hay là vào cái thân năm uẩn này, thì cái người đấy có cái chấp thủ nó nặng, mà trong cái tuệ quán thì nó sẽ diệt trừ được vô minh tham ái chấp thủ, thì nó sẽ hết được cái dòng luân hồi. Trong cái pháp hành để mà bây giờ mình muốn đi tìm được cái nhân ở trong quá khứ, thì cái này nó là một cái phương pháp mà mình tuệ tri, mình thấy lại những cái nghiệp mình đã làm thật sự ở trong quá khứ, chứ không phải là bằng cái sự hiểu biết suông. Vì vậy cho nên là trong cái phương pháp thực hành mình phải có một cái phương pháp, cái cách thức ấy. Đó là mình đi ngược về cái thời điểm ở quá khứ, tức là mình đi nghiệp về cái thời, ngược về cái thời điểm mình đã tạo các cái nghiệp ở trong các cái kiếp quá khứ. Thì với một vị thiền sinh mà đã phân biệt được danh sắc rồi thì cái vị đó sẽ làm được cái việc đấy, vì đó có thể đi ngược về quá khứ bằng cái cách thứ nhất là vị đó sẽ tạo nghiệp luôn. Ví dụ như là vì đó sẽ làm một cái vị thiện nghiệp, như là dâng lên cúng dường Đức Phật, tức là bất cứ một thiện nghiệp gì cũng được, chứ không phải là chỉ có hành động cúng dường Đức Phật. Ví dụ vì đó có thể hành thiền, nhập vào sơ thiền hay là thị tam tứ thiền, sau đó vì cái ước nguyện sinh về phạm thiên, hoặc là một cái vị đó dâng lên cúng dường Đức Phật nhang đèn đấy, hoa quả gì đó, với cái tâm cung kính đảnh lễ Đức Phật, thì vị đó ước nguyện trở thành làm người hoặc ước nguyện sinh thiên giới. Thì trong cái
cái hành động cúng dường ấy là nó đang tạo nghiệp, và có một cái ước muốn, tức là có một cái mong cầu trong tâm mình, mà có một cái mong cầu gì mà nó kết hợp với cái nghiệp đấy thì nó sẽ tạo thành một cái dòng phiền não luôn. Tức là ví dụ mình mong cầu cái lúc mà mình dâng cúng dường ấy, và nếu như một cái vị đấy đã phân biệt được danh sắc thì mình sẽ thấy là ngay cái lúc mình khởi lên cái tâm cúng dường Đức Phật thì lúc đấy trong nội tâm của mình nó sẽ có một cái nội tâm đại thiện sinh lên, nó có thể là 34 tâm, 33 hay 32 tâm. Và lúc đấy mình khởi lên cái ước muốn được trở lại làm người, ước muốn sinh được làm người gặp chánh pháp và tu chức niết bàn, thì lúc đấy nó, cái dòng phiền não luôn nó sẽ khởi lên ngay lập tức. Mình ước muốn trở lại làm người thì nó có cái vô minh ảo tưởng cho rằng kiếp người nó có thật. Bởi vì một cái người có trí tuệ thì thấy rằng là không có chúng sinh, không có con người, không có gì, mà nó chỉ là danh pháp là sắc pháp. Nhưng mà với một cái người chưa có chứng ngộ được các sự thật thì vị đó sẽ vẫn còn cái vô minh cho rằng có cái chúng sinh thật, có con người thật. Vậy thì khi mình ước nguyện trở thành làm người, nó sẽ có cái tâm vô minh nó khởi lên, tâm tham ái với kiếp người nó khởi lên, tâm chấp thủ vào cái thân năm quần con người nó sẽ khởi lên. Và các cái hành động dâng cúng dường Đức Phật là cái nghiệp, nó là cái nghiệp lực, nó là cái hành động đấy, nó để lại cái nghiệp lực, đó là cái nghiệp lực của cái sự cúng dường này. Vì mình có vô minh tham ái, có cái chấp thủ, cho nên nó mới tạo thành cái nghiệp cuối cùng nó có được gọi là nghiệp hy, hay nó gọi là cái nghiệp lực dâng lên cúng dường Đức Phật. Thì bắt đầu sẽ nương vào cái phiền não luôn này. Đây là cái dòng phiền não luôn mà nó dẫn dắt chúng sinh đi trong dòng luân hồi sinh tử. Bây giờ mình phải nương vào cái phiền não luôn này thì để đi về những kiếp sống quá khứ. Hoặc là một người có thể nhập vào tầng thiền mình nguyện sinh về quá phạm thiên giới thì nó cũng tạo ra phiền não luôn, vô minh cho rằng phạm thiên là thật. Mình ưa thích kiếp sống phạm thiên là tham ái, chấp thủ vào dính mắc vào kiếp sống phạm thiên, và hành là nhập sơ thiền và nghiệp là nghiệp lực của sơ thiền. Và sau đó ở mỗi một cái nội tâm đó, vô minh tham ái chấp thủ, nó sẽ sinh khởi lên các cái tâm khác nhau. Như là ở vô minh thì nó là một cái tâm tham tà kiến, tham ái nó cũng là một cái nội tâm tham tà kiến, chấp thủ nó cũng là một cái nội tâm tham tà kiến. Vậy thì cái vị đó sẽ phải phân tích cái nội tâm tham tà kiến đấy, nó khởi lên trong cái lúc vị đó ước nguyện trở lại làm người, ý một lương tâm và 7 cái cha ban na. Thì tất cả những cái nội tâm này nó khởi lên và mình phải phân tích nó, phân tích cái nội tâm của vô minh tham ái chấp thủ, xong bắt đầu quay sang phân tích cái nội tâm của hành và nghiệp. Hành và nghiệp thì nó là một cái tâm đại thiện, thì nó có thức, có 7 biến hành, 6 biến cảnh và 4 biến hành. Nên là tâm tham tà kiến nó có những cái tâm như thế này, thì mình phân tích nó xong rồi phân tích đến cái tâm hành động cúng dường môn hướng tâm 7 cha ban na. Thì cái tâm hành động cúng dường nó có 34 tâm, nếu như nó có đầy đủ thì nó là 34 tâm. Phân tích nó xong rồi thì bắt đầu mình đi ngược lại quá khứ, cho nên là tâm của tầng thiền và đi ngược lại quá khứ gần. Đầu tiên là một cái thiền sinh đấy, mình sẽ đi ngược về quá khứ gần, phiền não luôn, nghiệp luôn, hình dạng mình trở lại nhập thiền. Cho nên khi cái tâm định của mình nó trở nên rực sáng rồi, vì đó sẽ phân tích về danh sắc bên trong bên ngoài, rồi bắt đầu hướng vào cái sắc trái tim. Mình hướng vào sắc trái tim, mình đưa về cái thời điểm mà mình tạo các cái thiện nghiệp và phát nguyện ấy. Và mình sẽ tìm lại đúng cái tâm mà mình đã, nó đã khởi lên trong cái lúc mình làm thiện nghiệp. Ví dụ lúc mình dâng cúng Phật nó khởi lên 34 tâm, thì bây giờ mình hướng vào sắc trái tim, mình hướng về cái lúc trước khi hành thiền mình làm cái thiện nghiệp, mình dâng cúng Phật, mình tìm lại cái tâm đó, rồi mình tìm lại cái lời phát nguyện đó, sau đó mình phân tích cái danh sắc của phiền não luôn. Vừa phân tích danh sắc vừa não luôn, vị đó sẽ vừa hướng tâm về quá khứ gần rồi đến quá khứ xa, và bắt đầu đi hướng về cái thời điểm phục sinh. Vị đó cứ đưa cái tâm hướng về ngày hôm trước này, 2 ngày hôm trước, 3 ngày hôm trước, đến 7 ngày hôm trước này, rồi đến 1 tuần trước, 2 tuần trước này, 1 tháng trước, 1 năm trước, 10 năm, 20 năm trước. Vị đó cứ từ từ vậy, và vừa phân tích phiền não luôn vừa đi ngược như vậy. Và vị đó sẽ đi ngược như thế
cho đến cái thời điểm vị đó sẽ thấy đi ngược lại đến cái thời điểm tận cùng nhé. Cái lúc mình 1 tuổi, lúc về mình 1 tháng rồi bắt đầu mình đi đến tận cùng là mình sẽ thấy được cái tâm tục sinh này, là mình sẽ thấy được cái thời điểm bắt đầu mình tái sinh, đầu tái sinh. Nếu mà cái người nào mà định mạnh ánh sáng nó rực rỡ thì đến mình đi một cách rất là dễ dàng, đi ngược lại rất là dễ dàng. Nhưng mà với những cái người mà định yếu thì đi lại đến cái thời điểm sau này mình sẽ thấy cái định nó sẽ yếu đi và ánh sáng tối lại. Thì lúc ấy mình chỉ cần nhập lại tứ thiền trở lại, sau đó mình sẽ làm trở lại là nó sẽ sáng lên. Và mình phải đi đến cái thời điểm tục sinh. Ở cái thời điểm tục sinh là tức là lúc bắt đầu đầu thai và trong bụng người mẹ. Và cái lúc này thì bằng cái tuệ giác của mình sẽ thấy được cái danh và cái sắc tục sinh, tức là cái thời điểm mà mình bắt đầu đi đầu thai. Mình bắt đầu đi đầu thai thì lúc này ở trong thai mẹ, cái sát na đầu tiên mà sinh lên lúc đấy nó chỉ có sắc uẩn, là nó sẽ có sắc trái tim, có sắc giới tính và có thân tịnh sắc. Còn danh tục sinh là cái tâm thiện dục giới, thì là nó chỉ có 34 cái tâm, nó có 34 cái tâm tâm thiện dục giới. Thì thường thường những cái người mà đã sinh về mà đã phân tích được cái thời điểm tục sinh của mình thì hầu như là những người tam nhân, cho nên nó sẽ có cái trí tuệ ở trong đấy, có thể là có hỷ và có thể là có người thì có cái tâm thọ xả. Tức là có thể là trong cái lúc mình đi đầu thai với cái nghiệp hoan hỷ, tức là trong cái kiếp trước mình tạo cái nghiệp gì đó mình với cái tâm hoan hỷ, thì bây giờ cái tâm tục sinh này nó có cái thọ hỷ, nó có, thì cái người đấy thường hay có cái tâm tính vui vẻ ở trong cái kiếp sống. Còn cũng có một số người thì đi tục sinh với cái tâm thọ xả, là do mình tạo những cái nghiệp ở trong quá khứ với một cái tâm dửng dưng, thì lúc đấy cái tâm tục sinh là tâm thọ xả. Tâm thọ xả thì trong cái kiếp sống đấy cái người đấy thường hay có cái tính trầm tư, ít vui vẻ, nó chỉ khác nhau thế thôi. Thế là cái thời điểm tục sinh đấy nó chỉ có danh và có sắc. Mình phân tích được cái thời điểm tục sinh rồi thì lúc đấy mình sẽ thấy được những cái nghiệp mình đã tạo trong quá khứ. Lúc đấy mình muốn biết được là cái nghiệp gì mà mình nó đã khiến cho mình có cái danh sắc tục sinh này. Lúc đấy mình chỉ cần tác ý thôi, phân tích danh sắc tục sinh. Và lúc đấy mình chỉ cần khởi lên một cái tác ý, do nhân gì duyên gì mà có cái danh sắc tục sinh này. Mình phải khởi lên một cái ý là muốn thấy lại cái nghiệp mà mình đã tạo ở trong kiếp trước quá khứ, mà cái nghiệp đấy nó sẽ dẫn dắt mình đi tái sinh lại cái kiếp sống này. Nếu mình mà khởi lên một cái ý muốn như vậy thì cái tâm của mình nó sẽ đi xuyên về một cái kiếp quá khứ trước. Và lúc đó cái hình ảnh cận tử nghiệp ở kiếp quá khứ nó sẽ sinh ra. Mình sẽ thấy được cái hình ảnh cận tử ở kiếp quá khứ. Và có một số người tức là cái thời điểm đấy mình sẽ thấy cái nghiệp cận tử. Còn có một số người thì mình có một số người hướng về cái kiếp quá khứ thì nó thấy một cái xác chết, cái xác chết của chính cái bản thân người đó ở kiếp trong trước, thì cái vị đó sẽ phân tích cái xác chết đó hướng vào cái xác cái tim và đi ngược lại cái quá khứ xa hơn một chút là sẽ thấy cái nghiệp cận tử. Còn đa số mọi người hướng tâm về đây là sẽ thấy được cái nghiệp cận tử ở cái kiếp đấy. Và trong cái nghiệp cận tử đấy mình sẽ thấy được cái hình ảnh mà mình đang tạo nghiệp. Trong cái thời điểm cận tử đấy mình có thể biết được mình đang sinh ở cái cõi nào. Mình có thể quan sát được đây là một cái chúng sinh ở cõi nào. Nếu như là một cái người đấy mà ở trên cái cõi thiên giới mà tái sinh về đây thì ở cái thời điểm cận tử này mình sẽ thấy cái thân thể nó khác với cái thân con người. Mà cái thân chư thiên là một cái ánh sáng rực rỡ, nó phát ra một cái ánh sáng rất là rực rỡ. Và cái người đó, lúc đấy vị đó tác ý, vị đó có thể biết được mình là một vị chư thiên tái sinh về cái cõi nhân loại này. Nếu như mà cái chúng sinh đấy mà ở cõi phạm thiên tái sinh về cái cõi nhân loại này, thì lúc đấy mình sẽ thấy được cái hình ảnh ở cái thời điểm cận tử đấy mình sẽ là một vị phạm thiên. Và cái ánh sáng đó nó còn rực rỡ hơn một vị chư thiên. Nó rực rỡ hơn, nó lớn hơn, nó mạnh hơn, nó mạnh mẽ, nó có uy lực hơn rất là nhiều. Nhưng mà nếu như lúc đấy mình mà ở cái cõi người để tái sinh lại làm người
thì lúc đấy mình cũng sẽ thấy cái hình ảnh của một con người hiện đang là người nam, mình sẽ biết đây là người nam hoặc là người nữ, hoặc là một người tại gia, người xuất gia mình sẽ biết. Còn nếu như lúc đấy mình là một cái chúng sinh ở các cái cõi như là súc sinh mà sinh lên chẳng hạn, thì mình cũng sẽ thấy lại được cái hình ảnh súc sinh đấy, mình là con gì nó hiện rõ đấy, nếu là con lợn nó hiện rõ là con lợn này, là con gà nó hiện rõ rồi, là con chim con cò, hay là mình là cái con chó con mèo con trâu con bò thì nó hiện rõ. Lúc đấy ở cái thời điểm cận tử mình sẽ thấy đấy. Cho nên là mỗi một thiền sinh khi mà hướng về thời điểm cận tử mình sẽ thấy ở một cái, mình sẽ ở một cái kiếp sống khác nhau, sinh về cái cõi này. Có người ở trên trời sinh về, người ở cõi địa ngục sinh lên, người ngạ quỷ, người súc sinh, cũng có người thì ở lại cái cõi người sinh lại làm người. Đôi khi có những thiền sinh bây giờ mình là người nam mà có thể mình sẽ thấy cái kiếp đấy là người nữ, thì nó hiện rõ cái tướng người nữ ấy. Đôi khi có người thì ở đời này là người nữ nhưng đời trước là người nam, mà đến thời điểm cận tử nó sẽ mình chỉ cần khởi lên một cái ước muốn thì là nó sẽ đi về cái cõi đó. Nếu mà cái ước muốn đấy nó tương ứng với cái nghiệp mà mình đã làm là nó sẽ đi về đúng cái cõi sống đó. Thế thì cái lúc đấy mình thấy được là mình ở cõi nào, mình phải thấy rõ và mình đang làm cái gì. Lúc đấy cái quan trọng nhất là mình phải quan sát được xem mình đang làm cái gì ở đây. Thì hầu hết những cái chúng sinh mà được sinh trở lại làm người ấy, khi mà quan sát về kiếp quá khứ, mình sẽ thấy được cái nghiệp mà nó dẫn nó trở thành cái nghiệp hỷ mà nó khiến cho mình phục sinh lại làm người, làm một thiện nghiệp, chứ không bao giờ có cái nghiệp bất thiện. Nếu mà cái tâm cận tử là một nghiệp bất thiện thì cái chúng sinh đấy không bao giờ sinh lại làm người, chỉ có sinh vào các cõi khổ như địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh này. Còn đã sinh làm người hoặc sinh làm chư thiên thì nó phải là một thiện nghiệp, và cái thiện nghiệp này phải là thiện nghiệp dục giới, không phải là một thiện nghiệp khác. Vậy thì đã là chúng sinh ở cõi người mà mình hướng về cái thời điểm cận tử thì chắc chắn mình đang tạo một thiện nghiệp. Thế thì cái thiện nghiệp đấy nó có thể là một cái hành động đang bố thí, có thể là một cái hành động là mình đang giữ giới, hoặc là đang kính lễ Đức Phật, hay là kính lễ Bảo Tháp, hay là một cái hành động mình đang giúp đỡ tạo những cái phước thiện đi, như là đi bố thí cho người nghèo, hay là làm những việc thiện như là quét, như là mình tắt đường hay xây cầu, hay là giúp đỡ ai cái gì đó, hay là chăm sóc cha mẹ, giúp đỡ bạn bè. Tức là tất cả những cái thiện nghiệp gì mình làm nó đều có thể khởi lên trong cái lúc cận tử, và cái nghiệp đấy nó là cái nhân để sinh ra cái danh sắc tục sinh, nó khiến cho mình đi tục sinh trở lại làm người. Vậy thì chỉ có những cái thiện nghiệp đấy nó dẫn dắt mình làm người. Nhưng mà khi mà sinh trở lại, nhưng mà để mà phân biệt được cái thời điểm cận tử đấy xem nó có đúng đó là mình hay không ấy, thì bắt đầu mình phải so sánh cái sắc trái tim của cái lúc ở, của cái người ở quá khứ đấy với cái sắc trái tim của mình ở hiện tại. Vì đôi khi mình mà hướng ra bên mình phân tích về quá khứ mà mình mà phân tích đôi khi nó bắt vào một cái người khác thì mình so sánh hai cái sắc trái tim này nó sẽ không tương ứng với nhau. Còn nếu mình so sánh cái sắc trái tim của cái hình ảnh cận tử đấy với cái sắc trái tim ở hiện tại, nó có cái sự tương ứng với nhau, tức là nó có một cái sự tương đồng, nó giống như nhau ấy, thì là lúc đấy là chính xác, đấy là cái nghiệp của mình, và đấy là hình ảnh của mình ở trong quá khứ. Còn nếu như mình bắt vào một người khác thì hai cái sắc trái tim đấy với sắc trái tim ở hiện tại ấy, nó không có tương ứng với nhau, nó không có giao cảm với nhau. Thì lúc đấy mình phải phân tích lại. Thế thì cái thời điểm cận tử ở kiếp quá khứ nó sẽ khởi lên ba cái tướng, đó là nghiệp, nghiệp tướng và thú tướng. Nó sẽ khởi lên ba cái tướng này. Nghiệp tức là một cái hành động tạo nghiệp vị đó đang làm. Ví dụ như vị đó đang thấy mình bố thí này, đang thấy mình lễ Phật này, tức là vị đó thấy bản thân mình đang tạo một cái nghiệp gì đó, thì có thể là cái tâm của mình nó sẽ bắt vào cái hình ảnh đấy. Và khi mình đi tục sinh thì là cái tâm của mình nó cứ gắn chặt lên cái hình ảnh đấy thôi, và cái nghiệp đấy nó trổ quả,
nó thuộc về nó thuộc hành sinh nghiệp, và suốt cái kiếp sống về sau mình luôn luôn có cái ảnh hưởng của cái nghiệp này. Còn những cái nghiệp khác thì nó sẽ là hỗ trợ cho cái nghiệp mà nghiệp tái tục này. Có thể là nó sẽ bắt đến hình ảnh là thú tự, là nghiệp tướng, tức là những cái đối tượng mà cái thiết nghiệp mà mình đang làm. Ví dụ như là lúc ấy mình không thấy mình lấy Phật nhưng mình thấy hình tượng Đức Phật, thì đấy là gọi là, đó gọi là nghiệp tướng. Hoặc là mình không thấy mình bố thí nhưng mình thấy những cái vật thí nó hiện ra, những cái vật thí nó hiện ra, nhưng mà lúc ấy với cái tâm của mình vẫn cảm nhận, mình biết đây là những cái vật mà mình mang đi để bố thí. Thế hoặc là tất cả những cái đối tượng của mình làm. Còn có những cái người mà người ta làm việc bất thiện đấy, ví dụ như là cái nghiệp tướng mà cái của những cái người bất thiện đấy, người ta thấy hình ảnh những con, những cái người mà hay đi chém giết, người ta sẽ thấy hình ảnh những cái binh khí nó hiện ra, và người ta sẽ đọa vào những cái cõi khổ. Hoặc là những cái người người ta đi đánh bắt, người ta sẽ thấy hình ảnh những cái công cụ người ta đi sát sinh nó hiện ra, là thì đấy là những cái hình ảnh mà đưa người ta về cõi khổ. Có thể là nó sẽ bắt đến nghiệp tướng, là cái tướng của cái hành động đó. Còn một cái loại nữa là thú tướng. Thú tướng nó có thể hiện ra. Thú tướng tức là cái nơi mình sẽ sinh đến, là cái sinh thú của mình ở tương lai nó sẽ hiện ra. Ví dụ như là cái thú tướng của nhà, của cái điều thiện nó có thể hiện ra. Ví dụ như là một người sinh về cõi thiên, mình sẽ thấy những lâu đài, những cảnh thiên giới nó hiện ra. Hoặc là một cái người mà sinh về những cái cõi khổ, ví dụ những chúng sinh mà phải tái sinh xuống địa ngục, thì cái thời điểm cận tử này người ta sẽ thấy những cái hình tướng ở dưới địa ngục nó hiện ra. Ví dụ vì nó thấy lửa địa ngục đang bốc cháy, vì đó sẽ biết được cái sinh thú của mình đọa xuống địa ngục. Và có những cái thú tướng như vậy, cái là những cái hình ảnh mà mình sẽ sinh đến, đó là gọi là thú tướng nó hiện ra như vậy. Đấy là một, nó có ba hình ảnh như vậy: nghiệp tướng hoặc là thú tướng. Với một cái hành giả mà đang ở cõi người ấy, thì lúc đấy mình phải để ý đến những cái thiện nghiệp ở cõi người mà một cái người thường hay làm. Thì lúc đấy ở cái thời điểm cận tử quá khứ, chắc chắn mình sẽ làm một trong những cái thiện nghiệp, đó là như ví dụ như bố thí, hoặc là giữ giới. Ví dụ như là một cái nghiệp về bố thí thì mình sẽ thấy rõ ràng là mình đang bố thí và có người khác đang nhận thí, hoặc là nó sẽ bắt cả ba, có người bố thí, có người nhận thí, có cái vật mình bố thí nó hiện rõ đấy, hoặc là mình sẽ thấy có cái vật thí nó hiện đây, hoặc là có cái người thọ nhận cái vật thí đấy. Còn về cái sự giữ giới thì lúc đấy mình sẽ thấy có những cái hành động giữ giới nó hiện ra, tự cái trí của mình sẽ thấy được. Ví dụ như là mình chế ngự không có sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu, và trong cái tâm của mình lúc nào nó cũng nhắc nhở mình là phải giữ giới, giữ những cái điều giới đấy. Thì lúc đấy tự tâm mình nó sẽ nhận biết đấy. Hoặc là người ta sinh về do cái nghiệp khính nễ, mà hầu như là người ta sinh về những cõi này bằng cái nghiệp cung kính này, nặng chiếm một cái số lượng rất là lớn, chiếm cái số lượng rất là lớn của những người mà sinh về cái cõi này bằng nghiệp kính nễ. Ví dụ như là vị đó thấy mình đang kính nễ một hình ảnh Đức Phật, đang kính nễ tượng Phật, hoặc là vị đó thấy mình đang kính lễ chư tăng, tức là đang đảnh lễ chư tăng. Còn nếu mà cái người nào mà có nhân duyên mà được gặp Đức Phật mà đang kính lễ Đức Phật thì cái phước ấy nó lớn lắm. Thường thường người ta sẽ sinh về cõi trời, ít khi mà những người mà có cái duyên được kính lễ Phật mà sinh lại làm người, vì cái thiện nghiệp mà kính lễ Đức Phật hoặc kính lễ một vị thánh đang một bậc A-la-hán chẳng hạn, thì những cái pháp cung kính đấy nó thường là những cái thiện nghiệp rất lớn, là nó sẽ hỗ trợ cho những người này sinh đấy về những cái cõi này rất là cao. Có những người thì sẽ thấy mình sinh trở lại là mà mình sẽ thấy mình đang kính lễ bảo tháp. Nó có nhiều cái nhất là những người nữ thì hay có cái đức tin và hay có cái niềm cung kính, và khi mà quán chiếu về những cái nghiệp cận tử là hay thấy mình có những cái hành động kính lễ. Ví dụ như là những người Phật tử mà đi chùa lễ Phật thì khi mà đến thời điểm lâm chung là hay nghĩ đến Đức Phật với một cái tâm hoan hỷ cung kính, hoặc là hàng ngày mình hay cung kính đảnh lễ Đức Phật, hoặc là dâng cái hương hoa lên cúng dường Đức Phật. Và đến khi chết ở cái thời điểm cận tử
thì những cái nghiệp này nó hay sinh ra, nó hay khởi lên ở cái tâm tận tử, mà mình bắt vào cái nghiệp này mình liên tục sinh trở ra. Thì cái nghiệp kính lễ là một cái nghiệp rất là phổ thông đối với lại một cái người hướng về cái thời điểm cận tử ở quá khứ. Hoặc là có người thì thấy phục vụ, hoặc là có người thì thấy mình đang nghe pháp, cũng là cái nghiệp thiện. Hoặc là có những người thì thấy mình đang hành thiền, những cái pháp thiền dục giới, vì đó hành thiền hơi thở nhưng nó chưa đắc thiền, vì đó thì thấy mình đang chú trên hơi thở, hoặc là chú trên tự tướng nhưng mà nó biết là cận định, thì nó sẽ sinh lại làm người. Có những người đắc thiền nhưng mà thời điểm cận tử nó yếu quá, nó bắt vào cận tử, nó bắt vào cận sơ thiền, nó bắt vào cận định, nó bắt vào định cận hành, chứ nó không bắt vào an chỉ định, thì vì đó cũng có thể sinh trở lại làm người. Hoặc là vì đó thấy mình đang hành các cái pháp thiền như là phân biệt danh sắc, hay là các pháp thiền như niệm ân đức Phật, niệm ân đức Pháp, niệm ân đức Tăng, thì tất cả những cái pháp thiền về dục giới này nó cũng là những cái thiện nghiệp để sinh trở lại làm người. Đấy là những cái người khi mà hướng về thời điểm cận tử thì sẽ tìm ra cái nghiệp này, và cái điều đó là bắt buộc mình phải tìm ra được cái nghiệp mà mình đã tạo. Mình đã tạo cái nghiệp gì để có cái thân người này, thì lúc đấy sau khi tìm được rồi thì mình phải tìm được cái nghiệp luôn, rồi thì mình phải tìm ra cái phiền não luôn. Phiền não luôn nó vây quanh cái nghiệp luôn. Muốn tìm được phiền não luôn ấy thì mình phải phân tích cái sắc trái tim của cái lúc mình đang tạo thiện nghiệp. Khi mình thấy nghiệp cận tử, mình tìm luôn cái phiền não luôn, nó sẽ khởi lên ở cái lúc mình tạo nghiệp. Thì thường thường mình trở lại làm người thì nó sẽ có một cái ước muốn, nó sẽ khởi lên một cái ước muốn là có mong trở lại làm người. Và mỗi một người nó sẽ có những cái ước nguyện khác nhau. Ví dụ có những người là cầu mong cho con trở lại làm người, được gặp chánh pháp và tu chứng niết bàn, thì cái lúc đấy mình sẽ thấy cái lời phát nguyện này nó khởi lên. Nhưng mà cũng có người thì lại có cái tác ý là tôi mong muốn trở lại làm người, cầu mong trở lại làm người để trở thành một người nam có sức mạnh. Thì lúc đấy cái người đấy sinh ra cái đời đấy có sức khỏe lắm. Nhưng cũng có người thì lại có cái ước nguyện cầu mong trở lại làm người và có quyền lực. Có những cái người thì có ước nguyện là cầu mong trở lại làm người có nhiều tài sản. Có những người thì có cái ước nguyện là cầu mong để trở lại làm người để làm nhiều cái việc thiện pháp giúp đỡ cho mọi người nghèo khổ. Thì cứ mỗi một người nó có cái ước nguyện, và cái kiếp sống đấy người ta thường thường là khuynh hướng theo cái ước nguyện của cái thời điểm cận tử đấy. Nếu như là cái người nào mà có cái ước nguyện chứng ngộ niết bàn thì cả cái kiếp sống này cái tâm người đấy luôn luôn hướng về niết bàn. Nhưng mà cũng có những người ta có cái tâm ước nguyện những cái điều khác. Ví dụ có những người ta khởi lên cái ước nguyện là cầu mong trở lại làm người và trở thành một cái người có học thức, học rộng hiểu nhiều. Thì xong suốt đến kiếp sống đấy, vì đó suốt ngày chỉ đi tầm cầu pháp học, đi học hết lấy cái bằng này bằng khác, học hết cái pháp này học đến cái pháp khác. Thì đấy là do cái ước nguyện nó đã thành tín, và tất cả những cái thiện nghiệp khác nó hỗ trợ cho cái ước nguyện này. Thì trong cái kiếp sống đấy, vì đó mà có nhiều thiện nghiệp, thì bây giờ cái thiện nghiệp đấy nó sẽ hỗ trợ cho cái ước nguyện đó, và vì đó thành tựu rất là dễ dàng. Nhưng mà trong cái kiếp sống quá khứ đấy, vì đó lại tạo nhiều ác nghiệp, thì bây giờ vì đó muốn thành tựu được cái ước nguyện này, vì đó phải trả những cái giá rất là nặng, vì đó luôn gặp những cái chướng ngại trên cái con đường thành tựu cái ước nguyện đấy. Cho nên là nó có những cái nghiệp và nó hỗ trợ, mà có cái nghiệp thì nó làm chướng ngại là vậy. Và vì đó tìm được cái lời phát nguyện rồi thì vì đó sẽ phân biệt được cái phiền não luôn ở cái thời điểm cận tử đấy. Ví dụ vì đó có một cái ước nguyện là có mong cho tôi trở lại làm người mà gặp chánh pháp và tu chứng niết bàn chẳng hạn. Ví dụ thường thường những cái người Phật tử mà có cái tâm siêng năng tinh tấn tu tập thì hay tìm thấy những cái lời phát nguyện, những cái lời phát nguyện là giải thoát. Còn có một số người thì có những cái ước nguyện khác, thì lúc đấy tìm ra được cái lời phát nguyện rồi và tìm ra được cái nghiệp mà mình đã làm rồi, thì lúc đấy mình sẽ phân tích ra được cái phiền não luôn là vô minh, là ảo tưởng cho rằng cái kiếp người là có thật hiện hữu, tham ái là ưa thích được làm người, chấp thủ là cố chấp vào kiếp người đó, hành là cái hành động
chính thế đấy. Và nghiệp là một cái nghiệp lực của cái hành nghiệp đó nó để lại. Thì trong những cái nội tâm đấy nó khởi lên thì ví dụ vô minh nó là tâm tham tà kiến, nó có 20 tâm. Tham ái nó khởi lên nó có tham tà kiến 20 tâm. Chấp thủ nó khởi lên thì nó là tâm tham tà kiến 20 tâm. Mà nếu mà cái hành động thiện đấy, bất cứ hành động thiện thì vậy thì nó sẽ có cái 34 tâm này, hoặc là 33 tâm. Và cái nghiệp lực của cái hành động đó thì nó cũng bằng, nó cũng 34 tâm, nó là những nghiệp thiện. Và vì đó phân tích ra được từng cái tâm rồi, tức là vì đó đã tìm được cái nhân, tìm được cái nhân quá khứ. Vậy thì nhân quá khứ nó sinh ra cái quả hiện tại. Nhân quá khứ nó sinh ra quả hiện tại. Nhân quá khứ là vô minh, tham ái, chấp thủ và hành nghiệp. Vô minh, tham ái, chấp thủ, hành nghiệp, năm nhân quá khứ thì nó sẽ để lại năm cái quả hiện tại là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Năm nhân quá khứ sẽ sinh ra năm quả hiện tại: sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Vô minh, do vô minh cho nên là mình có sắc, do tham ái nên nó có sắc, do chấp thủ nên có sắc, do cái hành tạo tác cho nên là mình có sắc, do cái nghiệp lực cho nên là có sắc. Năm cái nhân đấy nó sinh ra một cái quả sắc, cũng năm nhân này nó sinh ra thọ, do vô minh cho nên là có thọ, do tham ái có thọ, do chấp thủ có thọ, do hành có thọ, do nghiệp mới có thọ. Rồi cũng do cái vô minh này cho nên có tưởng, do tham ái cho nên là có tưởng, do chấp thủ có tưởng, do hành có tưởng, do nghiệp có tưởng. Do vô minh, do tham ái, chấp thủ, hành nghiệp đấy nên mới có hành. Do vô minh, tham ái, chấp thủ, hành nghiệp đấy cho nên là có thức. Thì cái đầu tiên là vì đó sẽ phân biệt năm nhân quá khứ cho nên sinh ra năm quả của sắc tục sinh, cho của danh sắc tục sinh. Thì danh đầu tiên là sắc quẩn tục sinh, nó có 30 sắc, đó là sắc giới ti 10 sắc, thân tịnh sắc 10 sắc, và sắc giới tính 10 sắc. Thì nó có 10 sắc đấy, nếu phân tích kỹ thì nó có 9 sắc về mạng căn nữa, nó cứ gọi là 30 sắc. Vô minh 20 nên sắc tục sinh, sinh vô minh là nhân sắc tục sinh là quả. Vì nó phân tích như thế để thấy hiểu rõ ra được rằng là có cái sắc tục sinh này là do cái nhân quá khứ, là do vô minh. Cũng vậy, tham ái là nhân cho nên có sắc tục sinh, chấp thủ là nhân có sắc tục sinh, hành động quá khứ là nhân cho nên là có cái sắc tục sinh, do cái nghiệp hữu để lại cho nên có sắc tục sinh. Để phân tích một cách rất là chi tiết để vì nó có thể thấu đáo được cái tính chất nhân quả. Thế thì mình sinh ra trên đời không phải là do ngẫu nhiên, không phải là do thượng đế sinh ra, không phải là do bất cứ một cái sự tự nhiên tự tác nào, mà nó là do những cái nghiệp ở trong quá khứ, cái nghiệp ở trong quá khứ tạo ra. Vậy thì mình nói là vậy, cha mẹ tạo ra hay là do cái nghiệp của mình tạo ra? Nó là do cái nghiệp lực của mình nó xui khiến. Cái nghiệp lực của cha mẹ là một cái, nó cũng chỉ là một cái sự vô tình, là một cái nhân duyên. Còn cái nghiệp lực của mình nó mới là nó, ở cái thời điểm tục sinh này nó không có ai chủ trương là sinh ra mình hết. Mà ví dụ như mà ta sẽ chủ trương sinh ra một đứa đặt tên nó như thế này, lớn lên nó như thế này. Ví dụ cha mẹ có thể là hình dung được trước như thế không? Nó không có cái chuyện đấy. Và đây là hoàn toàn cái sự thọ sự, cái sự mà đi tục sinh này là hoàn toàn là do nghiệp, hoàn toàn là do nghiệp. Nó không nằm ở trong cái sự chủ động của bất cứ một người nào, kể cả bản thân mình cũng không có cái sự chủ động trong đấy. Bản thân cha mẹ không có sự chủ động trong đấy, không có một cái vị thần linh thượng đế nào có cái sự nhúng tay vào cái việc đấy. Hoàn toàn là do nghiệp lực, mình tái sinh cái đâu là do duyên thôi. Vậy thì toàn tất cả đều là do cái thời điểm tục sinh, hoàn toàn do nhân quá khứ, chưa hề có một cái nhân hiện tại nào hết. Toàn là do các, nhưng mà toàn chỉ có các cái nhân hiện tại, chẳng qua nó chỉ là những cái nhân như là cái đối tượng cận tử đấy mà thôi, hay là những cái sự tiếp xúc thì nó sinh ra cái nhân hiện tại, hoàn toàn hầu như là các cái sắc tục sinh, vô minh này, rồi đến tham ái, chấp thủ, hành nghiệp đấy. Và cái nhân hiện tại
thì nó ví dụ như là sắc ý vật nhân cho nên thọ tục sinh là quả. Đối tượng cái là cái nghiệp cận tử là nhân nên thọ tục sinh là quả. Xúc cái tâm mà nó tiếp xúc, ví dụ như là cái tâm nó phải tiếp xúc với cảnh thì cái lúc này cái nó sẽ có căn, có cảnh và có thức. Ở cái thời điểm cận tử này nó có căn, có cảnh và có thức. Căn ở đây là lúc ấy nó có sắc trái tim, là cái nơi đấy cái tâm tục sinh nó nương vào đấy nó sinh lên. Cảnh ở đây là cái nghiệp cận tử, tức là cái hành động mà một cái người mà mình đang tạo nghiệp, ví dụ mình đang bố thí chẳng hạn, thì đấy là cảnh. Có thức ở đây là cái thức tục sinh. Cái thức tục sinh này nó tiếp xúc với cái cảnh cận tử này và nó sinh ra cái tâm tục sinh. Đấy nó có những cái đấy là đấy được gọi là các cái nhận hiện tại của tâm tục sinh. Cũng tương tự như vậy, xong là cái tưởng và bị nó phân tích ra năm uẩn. Ở cái thời điểm tâm tục sinh là nó đã hình thành năm uẩn, có sắc, có thọ, có tưởng, có hành và có thức. Đấy, sắc là những cái sắc trái tim, đầu tiên là có thân tịnh sắc và giới tính. Ngay từ cái thời điểm tục sinh đấy là nó bắt đầu nó hình thành giới tính ngay, là người nam hay người nữ ngay. Nhưng bây giờ mà đi khoa học siêu âm thì người ta bảo là mấy tuần mới hình thành nam nữ. Ai đã sinh con này, ai đi thường thường có phải không? Mình cái lúc mà mới thọ thai được một tuần là đi siêu âm đã ra nam nữ chưa? Chưa ra, nhưng mà cái lúc mà bắt đầu thọ thai rồi, ngay cái giờ phút đầu tiên ấy, ngay cái phút giây đầu tiên là đã hình thành nam nữ rồi. Nếu không phải là một tuần hai tuần sau nó mới là nam nữ ha, mà lúc đấy là nam nó ra nam, nữ ra nữ rồi, nó có cái sắc giới tính nó đã hiện rõ đấy. Đấy, sắc trái tim có này, cái thân tịnh sắc nó có và sắc giới tính nó có đó. Là người nam là cái giây phút đầu tiên đã là người nam, là người nữ thì ngay giây phút đầu tiên nó là cái sắc của người nữ. Mà cái sắc nam hay nữ này nó hoàn toàn là do cái nghiệp được ở trong quá khứ. Ví dụ như là cái người đấy có cái tâm ưa thích làm người nam thì nó sẽ tái sinh làm người nam. Và cái người nào có cái tâm ưa thích muốn được trở thành người nữ thì nó sẽ sinh làm người nữ. Vậy bây giờ trong cái cuộc sống hàng ngày mình có cái khuynh hướng ưa thích cái điều gì đó thì nó cái thời điểm tục sinh này nó sẽ nó tác động vào trong cái nghiệp lực. Và cái thời điểm tục sinh này nó sẽ chuyển, ví dụ bây giờ đang là người nữ nhưng mà có người mình khởi lên cái tâm nhàm chán cái thân nữ, muốn làm cái thân nam, thì cái đấy nó sẽ tác động vào cái nghiệp lực. Cái khởi lên cái ước muốn như vậy nó tác động vào cái nghiệp lực. Và trong cái lúc mà cái lúc cận tử ấy, cái tâm đấy nó khởi lên và mình sẽ kiếp sau mình trở thành người nam. Và đang là người nam nhưng mà có một cái số người nam tự nhiên lại thích cái thân nữ. Ví dụ như người đó bảo ôi làm thân người nam khổ quá, việc gì khổ sở cũng phải làm, làm thân người nữ thấy an nhàn hơn, mà lại xinh đẹp hơn. Chỉ cần khởi lên cái ước muốn như vậy nó tác động vào các nghiệp lực và cái thời điểm tục sinh nó sẽ khiến cho cái sắc tục sinh thì nó trở thành nữ sắc, nó trở thành cái giới tính nữ, nam nữ như vậy. Thế bây giờ một người vừa thích nam vừa thích nữ thì sao? Nam thích nữ thích thì sao? Nó trở thành nữ tính, trở thành nữ tính, nửa nam nửa nữ. Thì thường thường nó sẽ có sắc giới tính nam và giới tính nữ, nó sinh ra đấy và thọ tưởng hành thức nó cũng có. Nó có cái thọ, có tưởng, có hành và có thức. Thọ hỷ hay là thọ yêu thì hay là thọ xả, nó chỉ có hai thọ thôi, thọ hỷ và thọ xả. Nó khởi lên trong cái lúc đấy. Nếu như trong cái lúc mình tạo cái thiện nghiệp, ví dụ như bố thí mà mình có tâm hoan hỷ thì cái thọ tục sinh là thọ hỷ. Còn nếu như lúc đấy mà mình không hoan hỷ thì cái thọ tục sinh là thọ xả. Trong cái lúc mình tạo nghiệp ấy, mình có thọ gì thì cái tâm tục sinh là thọ đấy. Còn cái tưởng là như thế, nó tưởng nhớ lại cái hành động mình đã làm. Nếu mình làm cái gì thì bây giờ nó tưởng lại cái đó, cái tưởng lại cái hành động, và nó đang tưởng nhớ lại, tưởng là tưởng ghi nhớ cái hình ảnh mà mình đang làm này. Thế là tưởng tục sinh. Còn cái hành là cái động tác mà mình đang làm, đang dâng cúng cho ai hay là đang ban phát, đang bố thí hay đang kính lễ hay đang làm cái gì đấy, đấy là hành. Còn thức là cái tâm nó đang nhận biết. Thì có năm uẩn, năm uẩn nó được hình thành từ lúc tục sinh.
Và năm buồn này nó có nhân từ vô minh, tham ái, chấp thủ và hành nghiệp. Vô minh nó sinh, sắc tục sinh nên nên tưởng tục sinh. Thì cái tâm nào nó có thế, mỗi một cái uẩn này, nó đều có nhân quá khứ là năm cái nhân đấy, vô minh, tham ái, chấp thủ, hành nghiệp. Mỗi một uẩn đấy nó có ba nhân hiện tại, đó là có sắc tục sinh, có đối tượng là nghiệp cận tử, và có cái tâm xúc của cái tâm tục sinh đấy. Nên là hành uẩn nó cũng thế, hành uẩn tư là hành, tư ở đây là từ cái tâm sở tư là hành. Và cách thứ hai là trừ đi ba uẩn thức thọ tưởng ra thì tất cả các tâm khác đều là hành uẩn, thì đấy được gọi là năm uẩn. Thì vị đó cứ phân tích các cái nhân quá khứ và hiện tại của từng uẩn một như vậy cho đến khi hết cả năm uẩn sắc thọ tưởng hành thức nhân hiện tại, thì vị đó sẽ phân tích xong được cái tâm tục sinh. Sau cái tâm tục sinh này nó khởi lên thì nó chỉ khởi lên có một sát na, sau đó nó diệt ngay. Tức là thời điểm tục sinh nó sinh lên rất là nhanh, tức là nó đi đầu thai một cái, nó sinh lên cái tâm tục sinh đấy, danh sắc tục sinh, năm nguồn tục sinh, nó sinh lên một cái nó diệt ngay. Sau đó là tâm hữu phần nó sẽ sinh lên, thì cái tâm tục sinh ấy nó sẽ chuyển thành cái tâm hữu phần, hay còn được gọi là cái tâm hộ kiếp. Thì cái dòng tâm của mình từ cái lúc bắt đầu đi tục sinh, sinh ra cái kiếp người này cho đến khi mình chết khỏi kiếp người này, không lúc nào cái dòng tâm thức nó ngừng nghỉ, không có một lúc nào là dòng tâm của mình là không hoạt động hết, lúc nào nó cũng hoạt động, lúc nào tâm của mình nó cũng sinh, nó cũng sinh diệt, nó cứ sinh lên rồi nó diệt đi, nó sinh lên nó diệt đi, chứ không lúc nào là cái dòng tâm nó ngưng lại hết. Thì ở cái phần, ở cái thời điểm mà tâm tục sinh này nó sinh lên một cái nó diệt đi, sau một cái nó trở thành tâm hữu phần, thì tâm hữu phần nó sinh lên khoảng 15-16 lần, nó sinh lên nó diệt đi 15-16 lần, sau một cái tự động nó sẽ khởi lên một cái trạng thái gọi là tâm mong muốn tái sinh. Cái tâm mà cái trạng thái tâm mà tâm tham mong muốn tái sinh nó sẽ khởi lên, tâm tham mong muốn tái sinh nó sẽ khởi lên lên sau cái tâm hữu phần đấy, mấy khoảng 15-16 tâm. Và lúc đấy cái thiền sinh đấy có thể mình sẽ phân biệt được cái tâm tham mong muốn tái sinh, tâm tham mong muốn tái sinh của tâm tục sinh nó thuộc về tâm tham tà kiến, một ý môn hướng tâm, và nó có bảy cái đồng tóc, nó có bảy cái tóc hành tâm, một ý môn hướng tâm có 12 tâm và bảy cái tóc hành tâm của tâm tham tà kiến. Thế thì cái tâm mà thuộc về cái tâm tham mong muốn tái sinh này nó sinh lên một cách, tức là một cách hoàn toàn tự nhiên, nó không phải là do nghiệp lực quá khứ, mà nó cũng không phải là do cái sự tác ý ở hiện tại, mà nó đấy nó được gọi là cái tâm vô ký. Một cái tâm vô ký nó tự động nó khởi lên như vậy, nó khởi lên một cái trạng thái tâm tha. Thì tâm tha mong muốn tái sinh nó cũng có năm uẩn, thì nó có thể phân tích được năm uẩn của nó: vô minh, tham ái, chấp thủ, hành nghiệp, hành nhân và sắc, cái sắc uẩn nó. Cái lúc đấy thì ở trong cái trạng thái tâm tục sinh, nó sinh ra thì chỉ có 30, nó chỉ có sắc, thân thị sắc, sắc giới tính và sắc trái tim. Nhưng mà sau khoảng 15-16 sát na của tâm hữu phần ấy, thì cái lúc mà nó khởi lên tâm hữu phần, rồi sau cái sát na tâm tục sinh ấy, thì nó sẽ sinh lên một cái loại sắc nữa, đó là sắc do tâm sinh và sắc do thời tiết sinh. Sinh lên hai cái sắc đấy nữa trong cái lúc mà nó khởi lên tâm hữu phần. Và đến lúc tâm tham mong muốn tái sinh này cũng vậy, thì lúc đấy nó có thêm một cái sắc do tâm sinh và sắc thời tiết sinh. Cho nên nó có cái nhân là tâm là nhân, sắc do tâm sinh là quả, thời tiết là nhân, do sắc do thời tiết sinh là quả. Thế nên bắt đầu ra cái sắc này nó hình thành dần dần, cái môn hướng tâm có cái sắc căn. Và cái tâm tham mong muốn tái sinh này nó không phải là do nhân quá khứ sinh ra, cho nên nó không có nhân quá khứ, nó chỉ có các nhân hiện tại. Nó từ các cái sắc ở trái tim có đối tượng là một cái trạng thái hiện hữu mới. Tức là khi mà cái tâm nó thấy được một cái trạng thái hiện hữu mới, ví dụ như là một người nam, lúc đấy cái tâm thức nó sẽ bắt lấy cái cảnh là người nam là đối tượng. Còn nếu như mà cái tâm tục sinh nó tái sinh là một người nữ thì nó bắt lấy cái cảnh người nữ đấy là đối tượng.
mà nó tham ái với cái đối tượng này, nó tham ái với cái đối tượng hiện hữu mới này. Ví dụ cái người đấy mà tục sinh làm người nam một cái, mình có cái sắc nam, giới tính nam, cái người nào mà vừa đi tục sinh có cái sắc giới tính nữ thì cái tâm thức nó tự động nó tham ái đối với cái sắc đó, tự động nó tham ái đối với cái sự hiện hữu mới này. À, tức là mình vừa mới, ví dụ như bây giờ mình có một cái gì đó mới đẹp là mình sẽ khởi lên ưa thích ngay, tham ngay. Nhưng bây giờ mình đã mặc một cái áo mục lát cũ rách này, tuy nhiên là đi mua được cái áo mới rồi nhìn nó thích, thích quá. Bây giờ cái thân này nó già mua ốm bắt đầu mình chết rồi, mình được thay một cái thân mới cũng thích ngay, được thay thân mới rồi đấy là thích ngay. Vậy nó cho nên là ngay cái sát na tục sinh, nó sinh lên nó diệt đi một cái, nó nhìn thấy một cái thân mới là nó thích liền, nó khởi lên cái tâm tham ngay lúc đấy, là nó tham ái với cái sự hiện hữu mới này. Chứ không phải là lúc ấy nó nằm ở trong tham nó chưa biết gì rồi nó biết tham ngay rồi, nó tham ngay cái lúc mà nó vừa mới tái sinh, mà tham ái nó dính mắc với cái trạng thái hiện hữu đấy, cho nên là nó có cái tâm tham mong muốn tái sinh này khởi lên. Vậy thì nó có các nhân, nhưng mà nó chỉ có các nhân hiện tại, nó không có nhân quá khứ. Thì cái này nó khởi lên một cách rất là tự nhiên. Sau khi mà cái tâm tham này nó diệt đi, cái tâm tham này nó còn bảy, một nghìn bốn bảy cho cha văn nam vậy. Sau cái tâm tham này nó sinh lên nó diệt đi một cái thì cái dòng tâm nó sẽ rơi vào tâm hữu phần, nó sẽ rơi vào cái tâm hộ kiệm, nó cứ chìm ở trong cái dòng hữu phần. Nó giống như là cái một người mình đang ngủ là cái dòng tâm nó chìm ở trong hữu phần, thì cái lúc mà một cái chúng sinh nó nằm ở trong bào thai thì nó cứ nằm ở trong cái dòng tâm hữu phần đấy, nó cứ sinh lên nó diệt đi như vậy, nó chìm trong cái trạng thái nó cũng không biết gì cả, nó trạng thái nó là mê muội, nó hôn mê, nó mê muội, chẳng biết gì hết. Trong cái dòng tâm hữu phần, nhưng mà cái tâm thức bắt đầu nó cứ sinh khởi, những cái sắc nó bắt đầu nó sinh khởi. Thì khi mà ở cái thời điểm này thì là bắt đầu cái thức ăn của người mẹ nó sẽ ngấm vào trong bào thai. Ở cái thời điểm sau khi mà tục sinh một chút xíu sau là cái dinh dưỡng ở trong bao tử của người mẹ sẽ ngấm vào trong bào thai, và lúc đấy sẽ tạo ra cái sắc vật thực. Sắc vật thực sẽ sinh và lúc đấy sẽ đầy đủ hết các sắc. Sau cái thời điểm tâm tục sinh và cái tâm tham mong muốn tái sinh cả, thì là cái bào thai của đứa con nó sẽ có đầy đủ hết các cái sắc. Nó ở trong cái sắc trái tim của nó có sắc do nghiệp sinh, sắc do tâm sinh, sắc do tự nhiên sinh và sắc do vật thực tình. Thì lúc đấy có năm uẩn hữu phần, có là sắc uẩn, tức là 54 sắc hiện hữu ở trái tim. Thọ uẩn là thọ trong 34 danh pháp của hữu phần, và tưởng uẩn là trong 34 danh pháp, hành uẩn là trong 34 danh pháp và hành uẩn. Cách hai là 31 danh pháp, và rồi đến thức uẩn là đứng đầu trong 34 danh pháp. Thì cái tâm hữu phần này nó là cái tâm quả của những cái nghiệp trong quá khứ. Đấy, hoàn toàn của tất cả những cái tâm hữu phần này nó được sinh lên. Nó tất cả các cái nội tâm, tất cả từng cái sát na tâm của nó đều có liên quan đến quá khứ hết. Vô minh tham ái chấp thủ hành nghiệp là nhân, mà sắc nghiệp của hữu phần 30 quả. Thì đầu tiên là mình có một cái ý môn hướng tâm, năm uẩn của hữu phần. Sau đó nó có bảy cái chặt chăn an của cái tâm hữu phần ấy. Thì cái tâm nào nó cũng có các nhân quá khứ, là vô minh tham ái chấp thủ hành nghiệp là nhân, sắc nghiệp hữu phần là quả. Và lúc này các cái nhân hiện tại của sắc nó là tâm, thì nhân sắc do tâm sinh là quả. Sắc nó sinh ra ngay ở trong lúc nó làm ở trong bụng ấy, là cái sắc do tâm sinh nó vẫn sinh, tâm hữu phần nó sinh lên nó vẫn tạo ra sắc do tâm sinh. Thời tiết là nhân, do sắc do thời tiết sinh là quả. Và vật thực là nhân, và sắc do vật thực sinh là quả. Và cái lúc này là cái thức ăn nó đã bắt đầu ngấm vào trong bào thai và nó tái tạo ra sắc vật thực, cho nên là nó nuôi dưỡng cho
cái thai nhi đấy cứ mỗi lúc nó lớn dần lên. Và trong suốt cái tiến trình nó nằm ở trong bào thai chỉ là những cái dòng tâm hữu phần là tâm quả, thì các cái nghiệp ở trong quá khứ nó cứ duy trì liên tục hỗ trợ cho cái bào thai này, liên tục hỗ trợ cho tâm hữu phần. Các cái nghiệp ở quá khứ là vô minh tham ái chấp thuộc, hành nghiệp là nhân, thọ hữu phần là quả. Còn sắc, các cái sắc hiện tại để sinh ra thọ là các cái sắc ở trái tim, năm tư sắc, đối tượng cận tử nghiệp, ý xúc hữu phần đi trước và ý xúc hữu phần theo sau. Là cứ cái tâm hữu phần này nó sinh lên rồi nó diệt đi, nó lại hỗ trợ cho một cái tâm hữu phần sau sinh lên và diệt đi, cứ liên tục như vậy cho đến hết cả năm uẩn: sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, rồi đến hành uẩn, rồi đến thức uẩn. Nó cứ có các nhân quá khứ và các cái nhân hiện tại nó sinh ra. Và sau khi mà một đứa trẻ nó đã sinh ra rồi, nó có đầy đủ các căn, và lúc này nó khi mà nó được sinh ra đời rồi thì nó sẽ các cái căn này nó sẽ tiếp xúc với các cái cảnh trần ở bên ngoài, ví dụ như là mắt tiếp xúc với cảnh sắc, thì lúc này cái nội tâm nhãn thức nó sẽ sinh lên. Tai nó nghe được âm thanh thì cái nội nhĩ thức bắt đầu nó sinh lên. Mũi nó ngửi hương thì nó có tị thức nó sinh lên. Lưỡi nó nếm vị là nó sẽ có cái nội tâm thiệt thức nó sinh lên. Thân nó đụng chạm với mọi thứ khác thì cái nội tâm thuộc về thân thức nó sẽ sinh khởi. Đấy là rồi vào cái giai đoạn thường nhật thì cái nội tâm ngũ môn này nó sẽ sinh khởi, ngũ môn hướng tâm trong đời sống thường nhật có đủ năm căn. Khi năm căn tiếp xúc với các cảnh trần thì nó sẽ sinh ra thức, và lúc này thì nó sẽ phân tích các cái uẩn của các cái tiến trình tâm thuộc nội ngũ môn. Tức là hàng ngày các căn của mình nó tiếp xúc với các cảnh trần, và mỗi một cái tác ý đối với cảnh trần nó sẽ sinh lên cả một cái tiến trình tâm. Ví dụ như là một cái tâm của mình hướng đến cảnh, nó gọi là ngũ môn hướng tâm, và sau đó nó sẽ, nếu là mắt hướng đến cảnh thì nó sinh ra nhãn thức, tai mình hướng đến âm thanh thì nó sinh ra nhĩ thức, mũi mình hướng đến mùi thì nó sinh ra tị thức, và thân mình hướng đến cái sự đụng chạm thì nó là thân thức. Đấy là các cái nội tâm. Sau cái nội tâm đấy, ví dụ nhãn thức nó sinh lên nó diệt đi, một cái là nội tâm thiết thọ, sau tâm thiết thọ đến tâm suy xét, sau tâm suy xét thì đến tâm xác định, sau tâm xác định lại đến bảy cái chavana, hay là cái dòng bảy cái động lực, bảy cái tốc hành tâm, tốc hành tâm nó sinh lên, và sau đó lại có các cái tâm đăng ký nó sinh lên. Thì cứ mỗi một cái sát ra tâm như vậy nó sẽ đều có năm uẩn, đều có năm uẩn, và năm uẩn đấy là quả của các nghiệp. Thì ở cái thời điểm mà hiện tại này thì nó không phải là nguyên bản của các nghiệp trong quá khứ nữa, mà có những cái tâm nó sinh lên do nghiệp ở hiện tại, có những cái tâm nó sinh lên do nghiệp ở quá khứ, có nó là quả của nghiệp quá khứ, nhưng cũng có những cái tâm nó sinh lên là do những cái nhân ở hiện tại này, chứ không hoàn toàn còn là về quá khứ. Ví dụ như một cái hàng cảnh sát nó đi vào trong nhãn thức thì nó cũng đi vào ý thức, thì lúc đấy nó cũng có năm cái uẩn thuộc về ý thức nữa, một ý môn hướng tâm, năm cái tốc hành tâm và hai cái tâm đăng ký, mỗi cái nó đều có năm uẩn. Thì trong cái đời sống thường nhật này, lúc đấy nó sẽ được phân ra có những cái tâm là quả của nghiệp quá khứ, và có những cái tâm là quả của nghiệp hiện tại này. Vì các cái sắc nghiệp thì nó được sinh ra từ nghiệp quá khứ. Các cái sắc nghiệp ví dụ như nhãn định sắc, nhĩ định sắc, tỷ định sắc, thiệt định sắc, thân định sắc, sắc trái tim, tất cả những sắc gì nó có mạng căn, nó đều là do sinh ra từ nghiệp quá khứ. Còn một số sắc thì nó sinh ra ở hiện tại, ví dụ như là sắc do tâm sinh thì nó không có nhân quá khứ, mà nó là cái tâm ở hiện tại nó sinh. Ví dụ bây giờ mình cái tâm hiện tại của mình có cái tâm sầu ưu nhiều thì mình sẽ thấy cái sắc của mình nó trở nên nó càng ngày nó càng trông nó càng khô héo. Và cái người nào mà có cái hoan hỷ nhiều thì tâm cái sắc nó rạng rỡ. Thì đấy là tâm sinh sắc, tâm sinh sắc. Người nào mà cái tâm từ nó khởi lên nhiều thì trông cái sắc của người đó trông nó hiền lành, nó dễ thương. Còn cái người nào mà cái tâm sân nó khởi lên nhiều thì trong cái người đó nó có cái sắc hung dữ, trông thấy nó sợ. Thì đấy là do tâm,
tâm nó sinh ra cái sắc hiện tại, thời tiết sinh ra sắc. Cũng như là thời tiết người nào mà phơi nắng nhiều thì sắc nó đen, cái người nào mà ở trong lạnh thì trong cớm nhiều thì sắc nó trắng. Cái đấy nó là thời tiết sinh ra sắc và vật thực sinh ra sắc. Người nào ăn nhiều thì béo phì, người nào ăn ít thì duy dinh dưỡng gầy gò. Đấy là những cái nhân ở hiện tại. Còn các cái tâm khác nữa, ví dụ tâm ngũ môn hướng, cái tâm mà mình hướng đến cảnh ấy, thì nó thuộc về tâm duy tác. Cái tâm này không thiện không ác và nó cũng không có nghiệp ở quá khứ. Cái tâm này nó chỉ là những cái nhân ở hiện tại nó sinh ra thôi. Ví dụ bây giờ mình hướng đến một cảnh, mình muốn đi xem một cái cảnh gì đó, rồi mình khởi lên cái ý muốn như vậy thôi, thì nó không phải là do cái tác động ở nghiệp quá khứ, mà cái đấy là do cái tâm của mình nó khởi lên ở trong hiện tại. Cho nên là nó không có các nhân quá khứ ở trong các cái nội tâm ngũ môn hướng đấy, mà chỉ có cái tâm mà nó có cái nhân quá khứ, đó là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, tiếp thầu và suy xét. Thế chỉ có những cái tâm này nó có những cái nghiệp ở trong quá khứ, nó trổ quả. Vậy thì những cái tâm này là quả của nghiệp ở quá khứ. Ví dụ như là hàng ngày mình được thấy những cái sắc mà mình ưa thích, hài lòng, mình luôn luôn được tiếp thâu, mình luôn được tiếp nhận những cái cảnh sắc mà mình ưa thích, hài lòng, thì đấy là do những cái thiện nghiệp ở trong quá khứ nó trổ quả. Nó trổ quả. Cho nên bây giờ, ví dụ như là bây giờ mình mát một cái là có một cái hồ nước mát nhé, có phải là mình thấy được một cái cảnh rất là hài lòng không? Luôn luôn thấy những cái ngôi nhà đẹp, hình sắc đẹp, tức là cái gì, cái cảnh đẹp, núi non sông núi ấy, đấy là đẹp, đấy là cái cảnh mà mình rất là hài lòng và mình luôn luôn thấy cái cảnh đấy, đó là do thiên nghiệp của quá khứ nó trổ quả. Nhưng mà cũng một cái cảnh đấy, ví dụ như là bây giờ là một cái dòng nước mênh mông, mà bây giờ ví dụ như là một cái con chó hay con mèo nó rơi xuống đấy, nó sướng không? Mà nó luôn luôn phải tiếp nhận những cái cảnh đấy thì nó là một cái cảnh khổ đau. Cũng như một cái âm thanh vậy, bây giờ mình luôn được nghe những âm thanh hay, nghe những cái tiếng nhạc mình ưa thích, hay là nghe những cái lời nói mà nó dịu dàng mình ưa thích, thì đấy là mình được nghe, đấy là những cái quả của những cái nghiệp trong quá khứ nó trổ, cho nên là khiến mình được thấy như vậy. Nhưng mà cũng là cái âm thanh đấy, nhưng mà mình luôn luôn phải nghe những âm thanh mình không hài lòng, những âm thanh mà mình khởi lên phiền não, thì đó là do những cái bất thiện nghiệp của quá khứ nó trổ. Thì những cái tâm như nhãn thức này, nhĩ thức, tị thức, thiệt thức, thân thức, tiếp nhận và suy xét này, nó thuộc về các cái nhân ở trong quá khứ. Cho nên là bây giờ những cái cảnh mà mình tiếp nhận, như là cảnh sắc, cảnh thanh, cảnh hương, cảnh vị, cảnh xúc, những cái cảnh trần này, mà mình luôn luôn được tiếp nhận này, thì đấy là những cái nghiệp ở quá khứ nó trổ. Đôi khi nó trổ về thiện nghiệp, mình luôn luôn được tiếp nhận những cái điều mình hài lòng ưa thích, mà đôi khi nó trổ những cái nghiệp bất thiện, thì những cái mà mình không hài lòng ưa thích là cái nghiệp bất thiện nó trổ. Và cái lúc này nó chưa phải là cái nhân ở hiện tại. Và cũng từ cái quả của quá khứ này, bắt đầu nó lại sinh ra những cái nhân ở hiện tại nữa. Ví dụ như tâm xác định và các cái tốc hành tâm này nó khởi lên, thì nó lại là do các nhân ở hiện tại nó sinh lên, chứ nó không phải là do nhân quá khứ. Ví dụ như mình xác định cái cảnh này là cái cảnh đáng yêu hay đáng ghét, cái cảnh này là cảnh thật hay cảnh giả, thì nó không phải là quá khứ, mà nó là do cái sự xác định của mình. Ví dụ mình thấy cái cảnh này, nhưng mình tiếp nhận nó xong rồi, mình lại tác ý, mình hưởng quả xong rồi mình gieo nhân, thì cái lúc mình tác ý là mình gieo nhân. Cũng giống như là bây giờ có một cái trái xoài nó chín rồi, nó rơi xuống mình ăn. Mình ăn xong rồi, bây giờ mình sẽ xử sự như thế nào với nó là do mình quyết định, thì gọi là tâm xác định. Xác định là bây giờ một là mình đi trồng tiếp, hai là mình vứt nó đi. Thế thì cũng như thế. Thì bây giờ mình hưởng cái cảnh đấy xong rồi, tiếp nhận cái cảnh đấy xong rồi, và bây giờ mình xác định là cái cảnh này là như thế nào này. Mình
cảnh này là cảnh mình ghét, hay cảnh này là cảnh mình yêu, hay là cái cảnh này là cảnh mình dừng dưng, thì lúc này là tâm xác định nó khởi lên. Thì tâm xác định này nó là ở hiện tại, nó là do cái tri thức, cái sự hiểu biết, cái nhận biết của mình hàng ngày. Ví dụ như hàng ngày mình được tiếp thu những cái kiến thức chân chánh, thì lúc này mình sẽ xác định cảnh theo một cái cách chân chánh. Hàng ngày mà mình được tiếp thu những cái văn hóa mà không chân chánh, tà kiến, thì lúc này mình sẽ xác định với cảnh một cách tà kiến. Ví dụ như hàng ngày mình được tiếp thu với cảnh là mình được nghĩ rằng là những cái cảnh trần nó là những cái mà mình phải đi tầm cầu, và mình phải tìm mọi cách để hưởng thụ, mình sống ở trên đời này ngắn ngủi lắm, cho nên là mình phải tranh thủ hưởng thụ cái cảnh trần. Khi có cái cảnh nào mà khả ái, khả hỷ, khả nạp hấp dẫn ấy, thì mình phải phải hưởng thụ nó. Khi mà gặp cái cảnh nào mà nó nhàm chán, không khả ái, không ưa thích ấy, thì mình nên tiêu diệt nó. Đấy là mình tiếp thu cái văn hóa xấu như vậy nhé. Thì lúc đấy gặp cảnh này mình sẽ khởi lên những cái tâm xấu. Còn nếu như là một cái người nào được tiếp thụ với những cái cảnh trần, mình biết là mọi thứ ở thế gian, tất cả những cái cảnh sắc thanh hương vị xúc này mà năm căn này có thể tác động vào, thì những cái cảnh đấy mình nên như thật quán chiếu, nó chỉ là tứ đại, nó là vô thường, nó là giả tạm, nó là các pháp hữu vi sinh diệt, cho nên là mình không có ưa thích mà cũng không có chán ghét với nó. Thì lúc đấy nó sẽ khởi lên cái tâm mà có trí tuệ, có cái tâm nhận biết, hiểu biết đúng với cái cảnh trần. Thì cái tâm xác định này nó là nó sẽ hiểu biết ra cái vấn đề là cảnh này là vô thường hay là khổ hay là vô ngã, hay là cảnh này là thường là lạc, là ngã là tịnh. Thì cái tâm xác định này nó xác định như thế. Và lúc đấy nếu nó xác định cảnh này là thường, lạc, ngã, tịnh, thì nó sẽ khởi đến tâm tham, tà kiến đối với cảnh này. Nếu nó xác định là cảnh này là cảnh đáng chán ghét, thì nó khởi đến tâm sân. Thì các cái tốc hành tâm đi sau này nó sẽ là tâm sân. Nếu như nó do dự mà không biết cảnh này tốt hay xấu, thì bắt đầu nó sẽ khởi đến tâm si, si hoài nghi, nhưng nó không biết gì nhưng nó hoài nghi. Còn nó xác định là cảnh này chỉ là giả, chỉ là giả tạm không thật, thì lúc đấy nó sẽ khởi lên cái nội tâm thiện như là cha văn an. Vậy thì đấy là các cái tâm tốc hành nó đi theo cái tâm, đi theo sau cái tâm xác định. Tâm hành tâm thiện hay tâm bất thiện nó tùy thuộc vào cái xác định kia, cái xác định chân chánh hay xác định không chân chánh. Thì những cái tâm này nó sẽ khởi lên, thì các cái tâm đấy nó khởi lên không do nhân quá khứ, mà nó chỉ do ở hiện tại này thôi, do học thức, do cái sự tiếp thu cái văn hóa hiện tại. Cho nên là những cái mình tiếp thu ở hiện tại này nó sẽ trổ quả trong tương lai. Thì bảy cái cha văn na hay là bảy cái tốc hành tâm này chính là các cái tốc hành tâm tạo nghiệp. Thằng này là tác ý xác nhận, thằng này sẽ tạo nghiệp, thằng này là xác định sẽ làm gì, thằng này sẽ làm theo cái đấy, thì làm theo cái đấy là sẽ tạo nghiệp. Nếu cái này xác định là tốt thì này nó tạo nghiệp tốt, nếu cái này nó xác định xấu thì cái này nó sẽ tạo nghiệp xấu, và nó sẽ để lại cái nhân tốt hoặc là nhân xấu đấy cho tương lai. Và cái nhân tốt nhân xấu thì nó sẽ trổ quả ở kiếp tương lai. Ở hiện tại thì nó trổ rất ít, nhưng mà chủ yếu nó trổ ở kiếp tương lai. Cảnh sắc thanh hương vị xúc đi vào nhãn nhĩ tỳ thiệt thân thức, thì đồng thời nó cũng đi vào ý thức, nên nó trở thành hành cảm pháp, nội ý môn cũng sinh khởi, hoặc ý môn hướng tâm, có các cái danh uẩn từ các cái nhân ở hiện tại, bốn danh uẩn nó đều sinh ra là cái nhân, cả cha văn na đều sinh ra ở nhân hiện tại. Riêng cái tâm đăng ký này thì nó lại nhân quá khứ, riêng cái tâm mà đăng ký nó khởi lên sau cái tâm cha văn na, thì cái này nó lại khởi lên là do cái nghiệp quá khứ, nó là nghiệp, nó là cái tâm quả, nó giống như là tâm hữu phẩm. Thì cái tâm gọi là tâm quan sát thọ xả, quả thiện hoặc quả bất thiện, hoặc nó là tâm đại thiện, nó sinh lên. Cho nên là có lúc thì nó sinh lên 11, 12 tâm, mà có lúc thì nó sinh lên 33, 34 tâm. Thì nó giống như là tâm hữu phần, thì nó thuộc về tâm quả. Tâm quả có nghĩa là quả của nghiệp quá khứ nó sinh lên. Và lúc đấy thì nó có thể phân biệt các cái nhân quả của nó, các cái tiến trình nhân quả, để mình hiểu ra được từng cái tâm ở trong hiện tại này nó đều có nhân, có duyên. Có thể nó là do nhân quá khứ, có thể là do nhân hiện tại. Cho nên là trong cái cuộc sống ở hiện tại của mình này, có những cái nghiệp quá khứ nó tác động vào mình,
nó khiến cho mình cảm nhận được những niềm vui hoặc nỗi buồn, hoặc là cũng có khi nó là do nghiệp quá khứ nó tác động, nó làm cho mình được cái này hay mất cái kia. Đôi khi mình được mọi thứ nó là do nghiệp quá khứ nó trổ quả, đôi khi mình mất những cái này cái kia là do nghiệp quá khứ nó trổ quả. Đấy, nhưng mà một phần nó lại do hiện tại, đôi khi mình có cái này cái kia là do cái hiện tại, đôi khi mình được mất hay là vui buồn sướng khổ ở trong hiện tại nó cũng lại là một phần do cái nghiệp ở hiện tại. Nên là không phải tất cả đều do quá khứ, cũng không phải tất cả đều do hiện tại, mà cái nhân và cái duyên nó tương tác với nhau. Thì phân biệt nhân quả, đầu tiên là sắc uẩn tương tâm cũng môn hướng, có 54 sắc ở trái tim, thọ uẩn tưởng uẩn hành uẩn và thức uẩn, phân tích. Nhưng mà trong cái tiến trình mà phân tích ấy, về nhân quả này, về nhân duyên thì sẽ phân tích rất là tỉ mỉ, rất là chi tiết. Phân tích như thế để cho cái tâm nó trở nên thấu đáo, nó trở nên nên thấu đáo đối với lại cái đối với cái nhân quả đó. Đối với lại cái để nó thấu đáo đối với lại cái nghiệp và quả của nghiệp, nó biết rằng tất cả những cái gì sinh ra đó đều do nhân, do nhân và do quả hết. Có thể là có những cái nó do nên sinh lên do nhân quá khứ này, vô minh tham ái chấp trụ hành nghiệp nên nhân sắc nghiệp là quả này, có các nhân hiện tại. Cứ như thế cái vị đó phải phân biệt, phải phân tích, cứ phải lần lượt phân tích hết từ cái nội tâm về 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 ngũ môn hướng tâm, rồi đến nội tâm nhãn thức, nó nằm uẩn ở nhãn thức. Ở nhãn thức thì nó sinh lên ở trên con mắt, cho nên là nó phải có các cái sắc ở trên con mắt, là 6 loại sắc ở trên con mắt, là 54 sắc, như là sắc nhãn định sắc, thân định sắc, sắc giới tính, rồi sắc tâm sinh, sắc thời tiết sinh, sắc vật thực sinh ở trên con mắt. Đấy, thì cái nơi đấy là nhãn định sắc, cái nhãn thức nó sinh khởi lên từ cái nhãn định sắc đấy. Và cái năm uẩn đấy là năm cái uẩn đấy nó nằm ở trên nhãn thức, rồi nó nằm đều nằm ở trên con mắt đấy. Thì trên nhãn thức nó do nghiệp quá khứ, nó cũng có nghiệp hiện tại của sắc, nó có nghiệp hiện tại của thọ. Ví dụ như là 54 sắc là nhân, thọ là quả, cảnh sắc là nhân, thọ là quả, nhãn xúc là nhân, thọ là quả, ánh sáng là nhân, thọ là quả, và tác ý là nhân, thọ là quả. Cứ tương tự như vậy rồi đến tưởng, rồi đến hành, hành một, hành hai, rồi đến thức. Rồi sau hết cái năm uẩn của nhãn thức, cái năm uẩn của nhĩ thức, thì nó cũng tương tự như thế, phân biệt năm nhân quá khứ và các cái quả hiện tại. Nhãn thức nó sinh lên nó có năm quả hiện tại: nhĩ căn, đối tượng là âm thanh, có nhĩ xúc, có không gian, có cái tác ý. Cái tâm mà nó tác ý nó đi trước, thì tất cả những cái đấy thì nó cũng phải phân biệt hết tất cả các nội tâm, nội tâm nhãn thức nhĩ thức như vậy hết, từ cái hàng màu, tức là hàng sắc, hàng thanh, hương, hàng vị, hàng xúc, cho đến hàng cảnh pháp, hết đến cái thân thức, rồi đến các cái nội tâm thuộc ý thức, thì vị đó phân biệt các nhân quá khứ và nhân hiện tại. Thì những cái tâm gì nó sinh lên từ quá khứ thì vị đó phân biệt các cái nhân ở quá khứ, và nó phân biệt hết các nhân quá khứ hiện tại năm uẩn trong mỗi tiến trình tâm, từ hàng cảnh sắc đến hàng cảnh pháp, cả tâm thiện và tâm bất thiện. Sau khi mà phân biệt nhân quả ở quá khứ sinh ra quả hiện tại rồi, thì vị đó sẽ tiếp tục hướng đến các kiếp quá khứ xa hơn. Ví dụ như là vị đó muốn phân biệt xong các cái nhân ở kiếp quá khứ một, nó sinh về các cái quả ở kiếp hiện tại này, thì vị đó muốn thì vị đó có thể đi tìm các kiếp quá khứ hai. Muốn thấy được quá khứ hai, vị đó lại đương vào cái danh sắc tục sinh ở cái thời điểm tục sinh đó, hướng vào cái nó lương vào sắc trái tim đó, vì nó cứ đi ngược lại, cứ đi ngược lại cái quá kiếp kiếp quá khứ một đấy, nó lại trở về cái thời điểm tục sinh, và từ cái thời điểm tục sinh đó vì nó sẽ đi về cái thời điểm cận tử của kiếp quá khứ hai, rồi là quá khứ ba, quá khứ bốn, quá khứ năm. Thì với một cái thiền sinh tối thiểu hoặc là một cái pháp, trên cái pháp hành thì bắt buộc vì đó có phải
phải thấy được cái nhân quả ở năm kiếp quá khứ. Và thường thường một hiền sinh có thể thấy được vài chục kiếp quá khứ của mình, có thể thấy được 10 kiếp, 20 kiếp, 3, 4, 50 kiếp gì đó. Nếu vị đó cái định mà càng sâu thì vị đó sẽ càng thấy được nhiều kiếp quá khứ đấy. Và ở mỗi một kiếp quá khứ vị đó sẽ thấy mình sinh ra ở những cảnh giới khác nhau. Và mình sẽ thấy được những cái tạo tác khác nhau. Và khi mà thấy được các cái nghiệp cận tử quá khứ này, vị đó cũng có thể thấy được cái nơi mà vị đó tục sinh. Ví dụ vị đó có thể tác ý là mình sinh ra ở cái quốc gia này là quốc gia nào này, mình là người tu hay là người đời, hay là vị đó sinh ở cõi trời, vị đó cũng có thể tác ý để thấy được mình đang sinh ở cõi trời này, tứ đại thiên vương là chư thiên trên mặt đất, hay lúc đấy mình là vị thần cây, hay là thần biển, hay là thần sông, thần núi, hay là lúc đấy mình là sinh ở cõi đao lợi thiên, dạ ma thiên, đâu số thiên, hoa giả thiên, hay là ở cõi phạm thiên, phạm thiên sắc giới hay phạm thiên vô sắc giới, thì cái vị đó sẽ nhớ lại các kiếp sống quá khứ, sẽ thấy được lại các kinh nghiệm của các kiếp sống quá khứ của mình. Thì khi mà thấy ra như vậy thì mình mới vỡ nẽ ra một cái sự thật, đó là mỗi một cái kiếp mình có, mình sẽ sinh về một cái vùng miền khác nhau, một cái cảnh giới khác nhau, và có cái thân phận khác nhau. Có thể bây giờ mình đang là đàn ông, mà có thể kiếp trước mình từng là người nữ. Có thể bây giờ mình là người Việt Nam, mà biết đâu kiếp trước mình là người Mỹ, là người Tàu. Rồi là có thể bây giờ mình là người, nhưng mà kiếp trước mình đã từng làm chó mèo lợn gà. Trong cái đi ngược lại quá khứ nó sẽ thấy hết những cái điều đó. Nhưng mà cái mục đích đi ngược lại quá khứ để mình tìm ra cái hạt giống hạnh và cái hạt giống mình, mục đích của mình thấy lại càng nhiều kiếp quá khứ càng tốt, để mình tìm lại xem trong những kiếp quá khứ mình đã tạo những nghiệp gì, và tìm cái phiền não luôn là xem cái tâm của mình nó khuynh hướng cái gì, nó khuynh hướng cái gì, nó có khuynh hướng niết bàn không, hay nó chỉ khuynh hướng hưởng thụ. Ví dụ có những cái người thì trong những kiếp quá khứ lúc nào nó chỉ ham hưởng thụ không ạ, mong con sinh về cõi trời để hưởng thụ các cái niềm vui của cõi trời. Có những người thì mong tôi sinh lại làm người để hưởng thụ cái phước báo đó là giàu sang, mạnh khỏe, ăn vui, sắc đẹp, trí tuệ, quyền lực, danh vọng, địa vị. Nó cứ có nhiều cái người nào mà có cái khuynh hướng hưởng thụ như thế thì cái dòng luân hồi nó sẽ còn rất là dài. Nhưng mà để đi tìm về quá khứ mà mình mà thấy được có những cái ba la mật của mình đã từng tạo, là cái khuynh hướng của mình luôn luôn hướng về giải thoát, hướng về niết bàn, thì cái người đấy mình sẽ biết là mình sẽ có cơ hội để chứng đắc niết bàn. Đấy, mình đã có ba la mật thì sẽ đi đến niết bàn rất là nhanh. Còn cái người nào mà chưa có ba la mật thì lúc này mình cần phải có cái sự tỉnh giác cao, khởi lên cái tâm nhàm chán đối với cảnh trần, và khởi lên cái tâm hướng về giải thoát để tạo cái ba la mật cho tương lai. Còn nếu không mình không đi đến giải thoát được, trong khi mình cứ đi tìm những cái nghiệp luôn và phiền não luôn ở trong kiếp quá khứ để tìm ra những cái hạt nhân mà mình đã tạo. Ví dụ như là trong những cái lúc mà mình mà làm những cái thiện pháp như là bố thí, chỉ giới, hành thiền, những cái thiện pháp đấy mà nó đi kèm với ước nguyện chứng đắc niết bàn thì chứng tỏ là mình đã có ba la mật. Có thể là ba la mật đó mình đã tạo cách đây một kiếp, 10 kiếp, 20, 30 kiếp, tùy theo. Thì cứ cái thời nào, cái kiếp nào sinh ra mà mình có khuynh hướng, có cái ước nguyện chứng đắc niết bàn, chứng tỏ cái kiếp đấy mình gặp chánh pháp. Còn cái kiếp nào mình sinh ra mình không có cái ước nguyện chứng đắc niết bàn ấy, chứng tỏ là cái kiếp đấy sinh ra mình không gặp chánh pháp, có thể mình gặp tà pháp, hoặc là mình không gặp đạo pháp, hoặc là mình chỉ sống theo cái pháp tục đế ở thế gian, sống thì biết sống, chết thì biết chết, tái sinh thì biết tái sinh, sống không có mục đích gì cả. Thì sẽ tìm ra những hạt giống hạnh và hạt giống minh như vậy. Những cái thiện nghiệp làm ấy, là những cái thiện nghiệp như là bố thí, giữ giới hay là hành thiền định, nó là hạnh, là những hạt giống hạnh. Còn một cái người mà trong kiếp quá khứ mình đã từng phân biệt danh sắc chân đế, sắc chân đế, danh chân đế, phân biệt nhân duyên và thẩm sắc tam tướng vô thường khổ vô ngã trên danh sắc, đấy là những cái hạt giống minh. Nếu mà cái người nào mà đã từng tích lũy được nhiều cái hạnh thì bây giờ cái quả hạnh đấy nó trổ, thì mình sẽ, tức là cái người đấy có cái hạt, có cái phước về vật chất rất là cao,
Còn cái người nào mà có những cái hạt giống minh này mà mình đã gieo tạo ở trong quá khứ, mà bây giờ cái hạt giống minh ấy nó trổ quả, thì cái phước về trí tuệ rất là cao. Cho nên là trên đời có hai hạng người, có cái người thì gọi là phước vật rất là lớn, nhưng mà phước trí thì lại rất là kém. Có cái người thì cái phước trí rất là lớn nhưng mà cái phước vật chất nó rất là kém, là do trong quá khứ mình đã, nó tùy theo từng người, có người thì tạo cái mạng hạnh nghiệp, có người thì tạo cái duyên, nó thuộc về cái trí tuệ, tức là hạt giống hạnh và hạt giống minh. Nhưng mà khi nào cả hai cái hạt giống minh và hạnh này nó sẽ hỗ trợ cho nhau, thì cái người đấy sẽ chứng đắc được niết bàn. Ví dụ như mà mình cũng làm, cũng bố thí, cũng giữ giới, cũng hành thiền, nhưng mình không nguyện chứng đắc niết bàn thì nó vẫn không có ba la mật. Tức là mình có làm thiện nghiệp nhưng mà mình không có khuynh hướng mong chứng đắc niết bàn thì cũng có không có ba la mật. Hoặc là mình có chỉ có những hạt giống hạnh, đó là mình đã từng làm các thiện nghiệp như bố thí, giữ giới, hành thiền, nhưng mà mẹ chưa có cái hạt giống minh, thì cái nhân duyên để chứng đắc niết bàn nó chưa đủ. Thế thì bây giờ mình phải tạo, phải tích lũy các cái hạt giống minh này, tức là phải thực hành thiện tuệ thật nhiều. Khi nào cả minh và hạnh nó được đầy đủ thì lúc đấy mới chứng đắc được niết bàn. Đó là nhờ cái sự hướng về quá khứ và mình tìm ra những cái hạt giống hạnh và hạt giống minh như vậy để mình thấy lại các cái ba la mật của mình đã tạo. Nhưng mà có những cái người có thể là mình tu ở cái kiếp này, mình tu rất là tốt, mình có thể chứng đắc thiền định rất là dễ dàng, thiền tuệ rất là dễ dàng, nhưng tại sao mình không thể chứng đắc được siêu thế, không thể chứng được các cái pháp, không thể chứng đắc được đạo quả ở trong đời này, thì cũng có thể mình sẽ hướng về các kiếp sống xa hơn để tìm nguyên nhân. Có thể có người sẽ tìm ra nguyên nhân, ví dụ như là mình hướng về các kiếp sống xa hơn, mình thấy là có những cái kiếp quá khứ mình từng phát nguyện trước các vị Phật là con nguyện con sẽ chứng đắc niết bàn trong thời Phật Mettezha ra đời, ví dụ như thời Phật Di Lặc ra đời mới chứng niết bàn được. Thì trong cái kiếp sống này dù mình có nỗ lực tinh tấn đến bao nhiêu nó không đắc được đạo quả, đó là do cái nguyện lực đấy. Có những người thì có cái nguyện là nguyện chứng đắc Phật, con sẽ nguyện tu tập để chứng đắc thành vị Phật chánh đẳng chánh giác trong tương lai. Thì có những người mà có cái nguyện như vậy ấy, thì ở cái đời này nó cũng mình có tu nó không chứng đắc niết bàn, nó không chứng đắc được các đạo quả tứ thánh đạo, tứ thánh quả, vì cái người đó là nguyện thành Phật trong tương lai. Vậy thì khi nào vị đó sẽ tích lũy các ba la mật để đầy đủ các ba la mật thì vị đó thành một vị Phật. Nhưng nếu như cái vị Phật nào mà được thọ ký rồi thì cái này nó mới không thay đổi. Tức là một vị đã đang trên con đường tu tập để trở thành Phật trong tương lai, nhưng nếu đã từng có Phật thọ ký, là tôi thọ ký cho ông trải qua bốn la tăng kỳ kiếp 100.000 đại kiếp về sau ông sẽ thành Phật, có tên họ như thế này, được dòng họ như thế này, đến tận độ chúng sinh như thế, thì cái lúc đấy cái ước nguyện này nó mới không thay đổi được. Còn nếu như mình mà chỉ khởi lên cái ước nguyện nhưng chưa được thọ ký thì cái ước nguyện này có thể thay đổi được. Mình có thể xả ước nguyện này. Do trước kia con có cái ước nguyện thành Phật nhưng mà con thấy con đường thành Phật gian nan xa xôi quá, giờ con nguyện chứng niết bàn cho sớm. Thì lúc đấy cái lời nguyện này nó sẽ xả được, và lúc sau mình tu thành thiện vipassana mình sẽ chứng các đạo quả được. Còn nếu như mình không muốn xả, mình cứ muốn thành Phật thì cũng không sao, mình cứ tu để cho nên sau này thành Phật độ chúng sinh vô lượng cũng được, không sao hết. Có người thì muốn có cái lời phát nguyện là sẽ trở thành một cái vị thượng thủ thanh văn, ví dụ như có người mà sẽ nguyện được trong tương lai và cái thời một vị Phật tương lai xa xôi về sau này ra đời, con sẽ trở thành một cái người có một bậc có trí tuệ đệ nhất giống như ngài Xá Lợi Phất. Nếu như mình từng có cái lời phát nguyện đấy thì bây giờ mình tu nó cũng không đạt được đạo quả, nhưng mà cái lời phát nguyện đấy nó phải được xác nhận và được thọ ký của một vị Phật. Nếu như có một vị Phật đã xác nhận và thọ ký rồi thì mình không thay đổi được nữa. Còn nếu mà chưa có ai xác nhận, chưa ai thọ ký cho mình thì mình thay đổi được. Những cái lời phát nguyện của mình ở trong quá khứ mình có thể thay đổi được nếu như chưa có một vị Phật xác nhận và thọ ký cho mình. Còn nếu như đã có một vị Phật xác nhận và thọ ký cho mình rồi thì không thể thay đổi được nữa. Thì đấy là nhờ hướng về những cái đời sống quá khứ thật nhiều, thật xa mình sẽ thấy được những điều đó.
Và những cái điều mình sẽ thấy lại được cả những cái kiếp sống quá khứ mình đã từng gặp, đã từng tu tập trong giáo pháp của bao nhiêu vị Phật này. Thì mình đã từng tu tập trong giáo pháp của nhiều vị Phật trong quá khứ rồi. Đấy, thì những cái hạnh, những cái minh và cái hạnh của mình đã tích lũy rất là nhiều. Hoặc là cũng có những người mình ở trong các kiếp quá khứ mình sinh ra nhưng chưa từng gặp Phật pháp. Mà, hoặc là cái người mà sinh về cõi thiên giới nhiều, mình hưởng thụ rất là nhiều mà mình không có tạo tác các ba la mật. Thì bây giờ ba la mật nó yếu. Hoặc là cái người nào mà trường sinh lại là người mà sinh ra những nơi, những cái thời nào mà có giáo pháp, có Phật ra đời, có giáo pháp còn tồn tại, mà mình là người Phật tử, mình được học giáo pháp, được thực hành giáo pháp, mình sẽ tạo được rất nhiều các ba la mật. Nhất là những người nào bây giờ mình đang là Phật tử, mình có cơ hội để tạo rất nhiều ba la mật. Vậy thì mỗi một cái hành động hàng ngày mình làm, mình phải có cái ước nguyện chứng đắc niết bàn, để nó, để những cái việc làm đấy của mình nó trở thành các cái hạt giống hạnh, hoặc là mình cố gắng tu tập để phát triển những hạt giống về minh, tức là phải thực hành các cái thiền tuệ để cho nó có những cái hạt giống minh thôi. Thì có cái hạt giống minh đấy nó mới có thể là cái nhân tố quyết định để chứng niết bàn. Nếu mình mà chưa từng có cái, chưa từng tạo, chưa từng thực hành thiền tuệ ở trong quá khứ, thì bây giờ mình thực hành thiền tuệ ở đời này, ở trong một đời rất là khó có thể chứng đắc được niết bàn. Chỉ có một người nào đã từng thực hành thiền tuệ ở trong các kiếp quá khứ rồi, và thời này mình tiếp tục gặp giáo pháp và từng thực hành thiền tuệ nữa, thì mình có thể chứng được các pháp siêu thế ở trong đời này. Mà hướng về quá khứ, mình thấy lại được các cái nghiệp mà mình đã làm. Đôi khi mình có thể thấy được cả những cái cõi kiếp mình từng vào trong địa ngục. Mình sẽ cảm nhận được cái nỗi khổ ở trong địa ngục như thế nào. Nếu mà địa ngục đấy mà từng bị lửa nó đốt, mình sẽ thấy được cái sức nóng của lửa nó thế nào. Nó ghê gớm đấy, là nó không nóng như cái lửa bình thường này đâu. Lửa bình thường này nó chỉ đốt được cỏ khô thôi, nó không đốt được cỏ tươi thôi. Nhưng mà cái lửa địa ngục ấy, một ngọn lửa nó lại đốt cháy hết, đốt cháy hết cả những cái cỏ ẩm ướt, cỏ tươi. Một cái cây gỗ mà còn tươi nguyên thì mình cho bằng lửa nó không cháy, mà cho lửa địa ngục cũng cháy thành than ngay tức. Lửa địa ngục bị cháy nó nóng như vậy. Mình sẽ thấy được những cái nạn tú ở cõi thiên giới, và thấy được những cái khổ đau bất hạnh ở những cái cõi khổ. Sau đó thì một cái vị đó có thể hướng về các kiếp sống tương lai. Mình hướng về quá khứ cho đến thời điểm nào mà mình cảm thấy thỏa mãn rồi, mình có thể hướng về tương lai. Thì cái vị đó cũng nương vào phiền não luôn. Nếu mình hướng về tương lai, mình sẽ biết được cái thời điểm cận tử này, cái tâm mình nó mắc vào cái nghiệp gì, và nó tham ái chấp thủ với cái cõi sống nào, thì tương lai nó sẽ sinh về cõi sống đấy. Và trong cái hướng về tương lai, mình cũng sẽ biết được là tương lai mình còn bao nhiêu nữa. Mình sẽ biết được mình còn sống bao nhiêu ngày, bao nhiêu tháng, bao nhiêu năm nữa, ngày giờ nào, năm tháng nào mình sẽ chết. Cho nên là cái người mà quán nhân duyên vì đó sẽ biết được là mình sẽ còn sống được bao nhiêu năm, và đến cái lúc nào là mình sẽ chết, và khi chết mình sẽ sinh về đâu. Mình sẽ biết được cả cái kiếp tương lai của mình, nó tùy theo cái nghiệp mà mình đã tạo ở kiếp này. Thì cái nghiệp gì nó lớn, nó nhiều nhất, mà mình có cái tham ái chấp thủ về cái cõi nào, cộng với cái nghiệp nào, thì bây giờ cái lúc chết cái hình ảnh cận tử nó sinh lên, và mình sẽ biết tương lai mình sinh về cái cõi nào đấy. Và mình sẽ đi tìm kiếp tương lai cuối cùng. Đối với cái kiếp quá khứ thì không ai có thể tìm được kiếp quá khứ đầu tiên, nhưng là đối với tương lai thì một hành giả sẽ tìm được kiếp tương lai cuối cùng. Ví dụ cái người nào mà cái chấp thủ nó yếu ấy, thì cái tương lai nó rất là ít. Cái người nào mà chấp thủ nhiều nặng thì cái tương lai nó sẽ rất là nhiều. Vì đó sẽ thấy các kiếp tương lai thứ nhất, thứ hai, thứ ba, cho đến một cái kiếp nào đó mà cái chấp thủ nó yếu đi thì nó hết tương lai, nó hết cái chấp thủ là nó không còn nghiệp hữu nữa. Vậy thì cứ vô minh tham ái chấp thủ hết thì là nó không để lại nghiệp và nghiệp hữu nữa, thì là cái kiếp sống đấy mình sẽ chứng đắc niết bàn. Tức là mình hướng về tương lai, mình sẽ biết được còn bao nhiêu kiếp nữa mình sẽ đại bát niết bàn, nhập vô duy niết bàn. Thì cái kiếp tương lai đấy cũng sẽ là cái kiếp cái vị đó sẽ chứng a la hán thánh đạo và a la hán thánh quả. Tức là vị đó biết là ngày nào mình sẽ chứng quả a la hán, bao nhiêu kiếp còn phải tu bao nhiêu kiếp nữa. Tức là đến cái giai đoạn quán nhân duyên là vị đó sẽ biết được mình còn ở trong sinh tử bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp nữa. Nhưng mà tương lai nó thay đổi chứ nó không cố định. Vị đó có thể với cái khuynh hướng, với cái tâm như bây giờ,
với cái sự tinh tấn như bây giờ, với cái sự tạo tác như bây giờ, thì tương lai nó là như vậy đấy. Nhưng mà một thời gian sau vị đó thay đổi, vị đó không tinh tấn nữa, vị đó không có tạo những cái thiện nghiệp nữa, mà vị đó lại khuynh hướng tạo ra cái bất thiện nghiệp, thì tương lai nó sẽ dài này. Còn nếu mà trong cái tương cái với cái sức tinh tấn và sự tu tập mạnh mẽ, thì cái kiếp tương lai nó sẽ ngắn dần đi, nên là bị cái tương lai là nó sẽ thay đổi và nó không cố định. Còn hiện tại thì nó sẽ cố định, à những cái quá khứ là nó cố định, những cái quá khứ thì nó không thay đổi nữa, còn tương lai thì nó sẽ thay đổi tùy theo cái nghiệp ở hiện tại. Nên hiện tại này, hiện tại cứ cái người nào mà siêng năng tinh tấn, có cái khuynh hướng về niết bàn, thì mình sẽ thấy cái niết bàn ở tương lai rất là gần. Còn người nào mà mình giải đãi, mình không có khuynh hướng niết bàn, thì mình sẽ thấy cái dòng luân hồi nó sẽ rất là dài ở trong tương lai. Mình sẽ cứ hướng đến cái kiếp sống tương lai để mình thấy ra được cái kiếp sống tương lai cuối cùng, và mình sẽ thấy được cái trạng thái là vô minh diệt, tham ái chấp thủ và hành nghiệp đều diệt hết, cho nên là sắc thọ tưởng hành thức nó cũng diệt hết. Vậy thì ngày nào mình còn vô minh, còn tham ái, còn chấp thủ, còn hành, còn nghiệp, thì năm uẩn sắc thọ tưởng hành thức thì nó còn sinh lên. Ngày nào mình diệt được vô minh, tham ái, chấp thủ, hành nghiệp, thì sắc thọ tưởng hành thức nó không sinh lên nữa. Thì khi nào mà sắc thọ tưởng hành thức không sinh lên nữa, thì lúc đấy là mình sẽ chứng niết bàn. Đó là trạng thái niết bàn nặng nề, tịch diệt. Tịch diệt nó chỉ có một cái trạng thái diệt mà không có sinh, nó diệt diệt tận thôi. Đấy là quán về tương lai, và mình cũng sẽ quán được cái nhân quả. Do vô minh tham ái chấp thủ hành nghiệp ở hiện tại, cho nên sắc thọ tưởng hành thức ở tương lai sinh. Vô minh tham ái chấp thủ hành nghiệp là nhân, sắc thọ tưởng hành thức ở tương lai là quả. Cũng như vậy, ở tương lai một là nhân thì tương lai hai là quả, tương lai hai là nhân, tương lai ba là quả. Cho đến khi nào mà nhân diệt thì quả diệt, diệt hết là hết. Lúc đấy không còn gì để quán nữa là xong. Rồi là cái quán cái nhân duyên như thế, khi mà một cái vị thiền giả hành thiền mà quan sát được cái pháp nhân duyên như thế, vì đó sẽ dứt được một cái tâm, đó là tâm hoài nghi. Nhưng với một cái người mà mình chưa hành thiền quán về nhân duyên đó, vì đó sẽ khởi lên cái hoài nghi là ta có hay không có ở trong quá khứ. Trong quá khứ, trong đời cháu kiếp quá khứ ấy, ta sinh ra ở đâu, ta có mặt hay không có mặt, ta là người như thế nào. Đấy là mình sẽ hoài nghi như vậy, hoặc là mình sẽ hoài nghi về tương lai, liệu ta có sinh về có kiếp sống tương lai không, ta sẽ có mặt như thế nào ở đời sống tương lai. Thì mình sẽ hoài nghi như vậy ở hiện tại, mình cũng hoài nghi mà không biết tại sao ta có mặt ở hiện tại này, rồi ta sẽ đi về đâu, cứ hoài nghi thắc mắc như vậy và không có lời giải đáp. Còn khi mà phân tích ra được rồi thì mình sẽ thấy được rằng là ta có mặt ở quá khứ chỉ là nhân và quả. Cái sự có mặt ở hiện tại cũng chỉ là nhân và quả. Sự có mặt ở tương lai cũng chỉ là nhân và quả. Chỉ là các danh sắc, các nhân của danh sắc và các quả là danh sắc. Ở quá khứ cũng chỉ là danh sắc, có nhân, có quả của danh sắc. Ở hiện tại cũng chỉ có nhân, có quả của danh sắc. Ở tương lai cũng chỉ có nhân, có quả của danh sắc. Còn tất cả những cái hình tướng như là người nam, người nữ hay là người đẹp, người xấu, đó chỉ là cái ảo tưởng của con người. Còn cái pháp chân thật, cái pháp chân đế, đó chỉ là danh, đó chỉ là sắc. Sắc là những cái thuộc về vật chất, và danh là những cái nó thuộc về tâm thức. Chỉ có hai cái đấy nó cứ sinh lên và diệt đi theo một cái quy trình là nhân quả. Nhân quả mình tạo những cái nhân cao thượng thì nó sinh ra quả cao thượng, tạo cái nhân hạ nghiệp thì nó sinh ra cái quả hạ nghiệp. Khi nào mà còn nhân thì còn quả, khi nào hết nhân thì hết quả. Đó là sự thật. Thì cái việc đó tin tuyệt đối vào cái nghiệp nhân quả, chứ không tin vào bất cứ một cái gì khác nữa. Thì cái người mà phân tích ra được cái nhân quả rồi, thì vị đó chỉ tin vào các hành động. Hành động này nó sẽ để lại quả như thế nào, hành động kia nó sẽ để lại quả như cái kia. Mình nhìn một người mình sẽ biết là người này đang thọ cái quả thiện hay thọ quả bất thiện. Mình nhìn vào cái hành động của người đó, mình sẽ biết người này đang tạo nhân thiện hay tạo nhân bất thiện. Rồi mình sẽ biết là với cái nhân này, với cái quả này, tương lai cái chúng sinh này sẽ đi về đâu. Với cái nhân quả này, tương lai chúng sinh này sẽ đi về đâu. Mình biết cái nhân, với cái nhân bất thiện, cái quả với cái nhân bất thiện này, thì tương lai vị đó sẽ sinh về cái nơi khổ đau. Với cái nhân thiện này này, thì tương lai chúng sinh nó sẽ sinh về cái nơi an vui hạnh phúc. Đấy là cái
cái trí tuệ của cái người mà tuệ chi được cái luật gọi là duyên khởi, cái pháp duyên khởi hay là cái quán nhân duyên, quán nhân duyên này. Thì đây mới chỉ là một pháp quán nhân duyên trong năm cách quán nhân duyên, tức là có năm cách quán nhân duyên. Thì đây cái cách quán này là quán trực tiếp vào nhân quả, nó là cái cách quán dễ nhất. Còn lại những cái cách quán khác là nó sẽ quán theo cái chuỗi 12 nhân duyên, tức là vô minh, hành thức, danh sắc, độc nhập, xúc thọ, ái thủ, hữu sinh, lão tử. Thì một cái người có thể mình quán một trong năm pháp đấy, mình cũng có đủ cái trí tuệ để giác ngộ được sự thật và đi đến chấm dứt sinh tử. Mà một người mà quán cả năm pháp, hay là mình có thể quán hai pháp, ba pháp, bốn pháp, năm pháp, tùy theo, mình cứ quán được càng nhiều thì cái trí tuệ hiểu về nhân duyên nó sẽ càng nhiều. Thế là cái pháp gọi là thiền phân biệt nhân duyên, pháp thứ năm. Đến bài này, hôm nay là hết cái pháp này, hết cái pháp quán duyên của pháp thứ năm. Người hồi hướng. Idame punyam asawa kadam vahamotu. Idame punyam nibbanasa pajayo otu mama punya bhagam sapasatanam Pachemi Tesabe Metamam Punyabhagam Napantu. Với sự hành pháp tuần tự này, con xin cúng dường Phật. Với sự hành pháp tuần tự này, con xin cúng dường Pháp. Với sự hành pháp tuần tự này, con xin cúng dường Tăng. Nhất định nhờ sự hành pháp tuần tự này, con sẽ thoát khỏi sinh già bệnh chết. Phước lành này của con nguyện đoạn trừ các nậu hoặc trầm luôn. Phước lành này của con nguyện làm duyên thành tựu được niết bàn. Phước lành này của con xin chia đến tất cả chúng sinh, mong tất cả hãy thọ nhận phần phước ấy đều nhau. Sa du sa du sa.